Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh Độc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng được theo dõi tập 3 của bộ truyện Tiền Tài Che Mắt được viết bởi tác giả Thanh Thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi tập truyện này để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Giọng điệu của Lâm Phong có chút hờn dỗi khi bị vợ nghi ngờ. Anh tự tay quay xe đi chỗ khác, tránh tầm mắt của Trần Ly. Anh thở dài tựa người ra phía sau đầy ủ rũ mà than thở. Thôi, em hãy về phòng đi. Tôi đã như vậy rồi cũng không thể làm khó tới em. Dáng vẻ của Lâm Phong thật đáng thương. Trần Ly nhói lòng không nỡ để anh ở lại phòng tự xoay sở. Cô đi tới trước mặt anh nói. Tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ có từ chối giúp đỡ anh đâu. Em không cần phải miễn cưỡng. Mặc kệ Lâm Phong từ chối thế nào, cô vẫn việc mình thì mình làm. Cô lấy quần áo cho anh rồi đỡ anh vào phòng tắm. Cả người của Lâm Phong dựa vào người Trần Ly, đầu anh tựa vào vai cô đầy mệt mỏi. Trần Ly mãi làm việc của mình mà không hề hay biết Lâm Phong nở nụ cười ranh mãnh từ khi nào. Lần này tắm giúp Lâm Phong, Trần Ly vẫn rơi vào trạng thái lúng túng như lần trước, dù đã có một số chuyện xảy ra. Trong lúc cô xoa đầu tắm nửa thân trên cho anh, mắt cô vô thức liếc xuống dưới. Nhìn cái thứ đêm qua đã chôn vào cơ thể cô không biết bao nhiêu lần. Lâm Phong ngồi yên hưởng thụ, nhìn dáng vẻ lén lút của vợ, cứ thỉnh thoảng liếc xuống cậu em của mình thì anh không khỏi tự hào. Anh đưa tay lên chạm vào má cô, nhẹ nhàng dẫn dụ. Không phải lén nhìn đâu, nó là của em. Muốn nhìn thấy hay muốn chạm vào đều tùy em định đoạt. Bị anh nhắc nhở, Trần Ly thoáng giật mình khi bị vạch trần làm điều xấu xa. Sao cô có thể quên mất mắt của chồng mình đã khỏi? Không đúng, là từ lúc cưới cô về mắt anh đã sáng trở lại. Thời gian qua anh giả vờ làm cô quên mất, mình đã biết sự thật này. Trần Ly hờn giận đứng dậy bảo. Đầu óc anh toàn như thứ đèn tối, anh tự tắm thì tốt hơn. Nói xong cô liền đứng dậy quay lưng đi. Nhưng chẳng ngờ được ngay khi cô chạm vào tay nắm cửa, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy lại. Cô ngước lên, bàn tay to lớn của Lâm Phong đã đặt trên cánh cửa, không cho cô mở ra. Cô giật mình quay lại đang định mở miệng ra trách anh, giả vờ không đi được ngồi xe lăn, thì cơ ngực cường tráng trước mặt làm cô im bặt. Trần Ly lướt từ trên xuống dưới, cô há hốc mồm kinh ngạc khi biết Lâm Phong không mặc quần áo. Lâm Phong đỡ cầm cô, để cô ngẩng đầu lên nhìn mình. Anh cúi xuống ghé tai cô nói. Cẩn thận lại chảy máu mũi đấy. Sự việc xấu hổ hôm qua bị Lâm Phong nhắc lại, cô ngượng đến mức chẳng biết giấu mặt đi đâu. Cô đẩy vai anh ra. Lâm Phong đáng ghét, anh dám giả bệnh sao? Tôi bị thương là thật. Dù đâu có phải tới mức ngồi xe lăn và nhờ tôi tắm hộ anh chứ. Cả ngày hôm nay người tôi không có chút sức lực nào khi ở chung phòng tắm với em. Tự nhiên ba chân của tôi dồi dào năng lượng hẳn. Bị anh trêu đùa đến đỏ mặt, Trần Ly giơ tay lên định đánh trả anh một cái. Đáng tiếc, tay của cô nhanh chóng bị Lâm Phong giữ lấy. Anh ôm chặt lấy cô, tay Trần bắt đầu lân la từ từ dò hỏi. Hình như là em vẫn chưa tắm. Lát nữa về phòng tôi sẽ tắm. Lãng phí nước thế. Chúng ta tắm cùng nhau tiết kiệm hơn. Vừa dứt lời, Lâm Phong liền bế thốc cô lên. Theo quán tính, Trần Ly quắp chân qua eo của anh, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Không lâu sau, cả người cô bị anh thả xuống bồn tắm, rồi anh cũng nhanh chóng bước vào trong. Bộ quần áo trên người cô ướt sũng, nhưng Lâm Phong không cởi cho cô. Em có biết thế nào gọi là tình thú không? Linh cảm mách bảo Trần Ly có điều gì đó không ổn. Cô liền đẩy vai chồng nhắc nhở. Anh đang bị thương nặng đấy. Bị thương ở lưng chứ những nơi khác thì vẫn hoạt động rất tốt. Ngày mai mẹ đến, tôi biết anh nói thế nào. Em không khai, tôi không khai. Mẹ làm sao có thể biết? Sau đó Lâm Phong cúi xuống, mút mạnh vào đôi môi cô một cái rồi bảo. Còn nữa,
Em có thay đổi cách xưng hô hay không? Ai đợi nói chuyện với chồng mà cứ xưng tôi? Trong bồn tắm, Trần Ly hoàn toàn đang ở thế yếu. Miệng của Lâm Phong nói chuyện với cô, nhưng tay Trần lần là vào trong áo. Cô ngăn lại không nổi. Thế nên cô buộc phải trả đũa anh. Vậy phải xưng hô thế nào cho đúng đấy? Gọi chồng xem nào. Tuổi của anh thì phải gọi là ông. Trần Ly lớn gan cãi, đầu mày Lâm Phong liền cầu có. Cô nhoẻn miệng cười vì đã trêu được anh. Gọi là ông xã. Sắc mặt Lâm Phong lập tức thay đổi. Anh bật cười hài lòng, nhéo mũi cô một cái. To gan lắm rồi đấy. Anh đã khen sao? Trần Ly nâng đôi mắt của mình lên nhìn anh. Bàn tay cũng thuận thế vuốt một đường dài từ vai của anh xuống cơ bụng săn chắc. Nãy giờ bị anh trêu đùa, cơ thể cô đã dần sinh ra ham muốn mãnh liệt. Hơn nữa, dù cô có phản kháng, chắc gì Lâm Phong đã chịu tha cho cô. Vậy nên nếu có thể, cô cứ mặc kệ để mình trôi theo cảm xúc. Đâu phải chuyện gì cũng xấu xa. Đặc biệt nếu được chìm đắm với người đàn ông quyến rũ và phong độ trước mặt, Trần Ly nguyện cả đời trầm luân. Đôi mắt khiêu gợi của cô làm Lâm Phong khó kìm nén cảm xúc. Anh cúi thấp người xuống một chút. Thứ nóng nảy kia cọ vào bụng cô liên tục. Em xem, tôi và cậu lính cứu hộ kia ai ngon hơn? Trong hoàn cảnh này đột nhiên nhắc tới một người xa lạ nào đó, Trần Ly không thể nhớ ra. Cô nhíu mày nhăn mặt cố nhớ nhưng không thể. Cô liền hỏi, lính cứu hộ nào cơ? Cái cậu trai trẻ bắt chuyện với em sau khi giải cứu xe khách trên cầu đấy. Nghe nói hôm trước em còn được cử tới phỏng vấn đội cứu hộ của họ. Lâm Phong nhắc tới đây, Trần Ly liền à một tiếng. Cô đã nhớ ra, anh bạn cứu hộ vui tính tên là Khánh. Cô có ấn tượng bởi vì vẻ đẹp trai, cao ráo và nói chuyện rất có duyên. Em nhớ ra rồi sao? Xem chừng cậu ta để lại ấn tượng rất tốt với em. Đúng. Cậu ta ngon hơn tôi sao? Tôi... em... Làm sao có thể trả lời được câu hỏi này? Em đã thử đâu mà biết chứ? Trần Ly dẫu môi lên cãi. Cô chỉ lỡ miệng xưng tôi vì chưa quen. Vậy mà Lâm Phong liền nhéo vào eo cô nhắc nhở. Em lại còn muốn thử với cậu ta. Lâm Phong gầm nhẹ cảnh cáo. Trần Ly cười hi hi ha ha xua tay. Làm gì có, em chỉ thử chồng của em thôi. Chồng em ngon thế này, buông ra còn khác nó vô mất. Biết vậy là tốt. Lâm Phong xoa đầu Trần Ly hết mức khen ngợi. Có được câu trả lời ưng ý, anh càng hưng phấn hơn nữa. Lâm Phong luồn tay ra phía sau lưng cô, giúp cô cởi quỳ áo lót và nhanh chóng kéo nó xuống dưới. Áo sơ mi vì ướt nên thấm chặt vào da thịt. Anh ôm lấy nơi no đủ của cô. Nụ hoa e ấp với một lớp áo sơ mi ướt như ẩn hiện, mang tính dụ dỗ, mị hoặc rất cao. Lâm Phong liền cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực. Tay còn lại thì mân mê đầu ngực bên kia. Trong đầu cô liền nhớ tới câu hỏi của Lâm Phong khi nãy. Cô hiểu ra tình thú mà ban nãy anh nói là đây sao? Cuối cùng sau một hồi kích thích, Lâm Phong xin giơ tay đầu hàng. Anh lột tung hết quần áo trên người cô ra, cùng cô trầm luân vào khoái cảm vô định. Trong lúc Lâm Phong đang vui vẻ hưởng thụ cuộc sống vợ chồng của mình, thì có những người khác đang thấp thỏm, lo lắng không yên. Với yêu cầu trong vòng 24 giờ phải tìm ra lô hàng, Nam Minh là người rụt rịch đầu tiên. Anh ta gọi điện cho từng anh trai của mình để xem ai sẽ là người đứng ra trả lại lô hàng cho ông nội. Đây là cơ hội hiếm có, chỉ cần giao lô hàng ra và người đó tự nhận mình đã tìm thấy thì chắc chắn sẽ có sự tín nhiệm của ông cụ Nam Long. Đáng tiếc, Nam Hoàng và Nam Kiên đều từ chối. Họ không nói rõ lý do, vì chính bản thân hai người họ cũng không có lý do thuyết phục cho tình huống này. Nam Kiên vừa kết thúc cuộc gọi với Nam Minh, vợ anh ta ở bên cạnh liền chẹp miệng nhắc nhở. Tại sao anh không tận dụng cơ hội này? Không được, tôi có linh cảm mọi chuyện không dễ dàng như thế. Đinh Mẫn chán nản lật người ra phía sau ghế. Cô ta quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Tập đoàn Đinh Thị của gia đình cô ta càng đi vào thế khó, có nguy cơ phá sản. Bây giờ bố mẹ mỗi ngày luôn dặn cô ta phải biết dựa vào Nam Đường. Nhưng ngày nào Nam Kiên chưa giành được sự ưu ái của ông nội, thì vị trí của chồng cô vẫn bị đe dọa bởi gia chủ tương lai. Không chỉ thế, dạo gần đây cô bị hai nhà liên tục
thúc giục chuyện có thai, vì năm nay cô đã 28 tuổi. Việc này càng làm cho Đinh Mẫn trở nên mệt mỏi. Cô đứng dậy đi tới kéo tay chồng nhưng bị Nam Kiên từ chối. Cô đi về phòng đi, hôm nay nhiều việc phải xử lý nên tôi ngủ ở lại đây. Bàn tay Đinh Mẫn bị bỏ giữa không trung. Cô bần thần nhìn nó một lúc rồi mới thu tay về. Cô hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và nói: hôm nay là nguy hiểm, khả năng đầu thai sẽ tăng cao nếu... Đủ rồi, tháng nào cũng cố gắng nhưng được gì chứ. Tôi chán cái trách nhiệm này lắm rồi, đi về phòng ngủ đi. Nam Kiên gắt lên với vợ mình. Nếu là người khác chắc chắn cô ấy sẽ lủi thủi một mình về phòng khóc. Nhưng Đinh Mẫn là một phụ nữ kiên cường, cô không việc gì phải làm ra việc thiệt thân mình như thế. Cô đứng chắn trước mặt chồng, thẳng thắn nói ra những suy nghĩ. Nam Kiên, tôi cũng đã chán ngấy với cái việc này. Có con là việc của hai người, nhưng tại sao người bị dục mối là tôi chứ? Tại sao anh không thể hiện quan điểm của mình trước mặt bố mẹ đi, mà ở đây cố gắng với tôi? Có ích lợi gì? Cô có thôi đi không? Tại sao tôi lại phải thôi? Người đang chịu ấm ức là tôi. Tại sao tôi không được lên tiếng? Từ ngày lấy anh tới giờ, tôi có được ngày nào sung sướng chứ? Nam Kiên đưa tay lên giày trắng. Anh ta tỏ rõ thái độ lười biếng khi nghe vợ phàn nàn bên tai. Nhưng không vì vậy mà Đinh Mẫn dừng lại. Anh biết tại sao anh luôn thua kém Lâm Phong không? Lâm Phong là người trọng tình. Tôi biết cậu ta làm việc trên thương trường ra sao. Nhưng hôm nay cái cách cậu ta luôn bảo vệ mẹ và vợ đã cho thấy cậu ta xứng đáng với vị trí gia chủ tương lai của Nam Đường hơn anh. Đinh Mẫn vừa dứt câu, cổ cô liền nghẹn lại. Bàn tay của Nam Kiên đã bóp chặt lấy cổ cô từ bao giờ. Anh ta giận dữ khi nghe vợ khen ngợi Lâm Phong ngay trước mặt mình. Cô chán sống rồi sao? Cô quên mất Đinh Thị còn phải dựa vào ai để sống. Đừng nói chuyện mất não như thế. Lời cảnh cáo của Nam Kiên làm Đinh Mẫn ghê sợ. Cô biết rõ chồng cô đáng sợ tới mức nào. Anh ta luôn là con sói đói, ẩn mình chờ con mồi. Nhưng Đinh Mẫn chưa bao giờ nghĩ Nam Kiên sẽ xòe móng vuốt ra với vợ của mình. Cô đã quá coi thường sự tàn nhẫn của anh ta. Cho đến khi Đinh Mẫn nghĩ rằng mình có thể chết trong tay Nam Kiên, cô mới thấy cổ mình được thả lỏng. Cô ngã quỳ xuống đất và liên tục ho khan. Lúc này Nam Kiên rời đi, không để lại một câu nào. Nam Minh ở nhà đang bất an lo lắng, đi đi lại lại mấy vòng quanh phòng làm việc của bố mà suy nghĩ. Bố của anh ta là con út của ông cụ Nam Long, năm nay mới có 44 tuổi nên vẫn còn trẻ và phong độ hơn hẳn so với anh chị ruột của mình. Nhưng ông lại quá lười biếng với mấy trò đấu đá của đám con cháu. Ông ngồi trên ghế sofa, tay cầm tẩu thuốc xì gà, mắt lim dim quan sát sắc mặt cầu có của thằng con trai. Sau cùng ông mới đưa ra lời khuyên: chuyện lần này con đừng có làm liều, đi nhận tội với ông nội đi, chắc chắn sẽ được khoan hồng đấy. Nam Minh đứng ra trước mặt bố, ra sức giải thích: bố, đây là cơ hội hiếm có, nếu giành được vị trí gia chủ thì vị thế của gia đình chúng ta sẽ khác. Bố của Nam Minh chỉ bật cười, khói thuốc nhả ra che đi đôi mắt thâm trầm của ông ấy. Cơ hội tốt như vậy tại sao Nam Hoàng và Nam Kiên không tranh giành? Hai đứa nó không tốt tới mức nhường chuyện tốt đẹp này cho con đâu. Còn nữa, con không được phép nhắc tới vị thế gia đình. Ở Nam Đường tất cả đều bình đẳng. Bố đang tự an ủi mình sao? Bình đẳng kiểu gì mà ông nội luôn ưu tiên một thằng cháu ngoại khác họ? Nam Minh giận dữ nói ra những suy nghĩ của bản thân. Vì bác duệ tâm của con khổ hơn bố và hai bác trai rất nhiều. Con làm sao hiểu được chứ? Ông nội ưu ái Lâm Phong phần nhiều là vì chị ấy. Con chẳng thấy bác ấy khổ ở đâu cả. Bố thương chị của bố, nhưng bố có bao giờ nghĩ đến con, mẹ và em gái phải chịu thiệt thòi hơn hay không? Bố không tranh giành thì để con. Nam Minh dứt câu liền đứng dậy bỏ đi. Bố của anh ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông hết lòng khuyên giải nhưng nó không nghe. Vậy hậu quả sẽ thế nào nó phải tự gánh. Lúc này vợ của ông bê trà bánh vào phòng, không thấy con trai đâu liền hỏi: thằng Minh đi đâu rồi anh? Nó đi làm chuyện mà nó cho là đúng. Chẳng phải anh nói phải khuyên nó dừng tay sao? Mẹ của Nam Minh bất an ngồi xuống,
Bà ấy cũng là một tiểu thư khuê các, dịu dàng thục nữ nhất trong ba con dâu của Nam Đường. Ở đời trước, trong số bốn anh chị em, chỉ có bố của Nam Minh là có cuộc sống và tình yêu hạnh phúc trọn vẹn với người mà mình yêu. Thế nên, ông có Nam Minh, năm 18 tuổi, suýt bị ông nội Long đuổi ra khỏi nhà. Oanh tạc một thời, nghĩ lại cũng đáng để nhớ. Bố của Nam Minh nắm lấy tay vợ, ông hỏi: "Em có cảm thấy ấm ức khi anh không tranh giành gì hay không?" Vợ ông liền lắc đầu đáp: "Tranh giành có khi còn mệt mỏi hơn. Em chỉ thích bình yên như thế này thôi là đủ rồi anh ạ." Nghe vợ nói như vậy, ông liền khoác vai cùng vợ ăn bánh uống trà. Tính cách mẹ của Nam Minh rất hiền lành, dịu dàng từ trước tới nay. Chẳng hiểu sao thằng con trai của ông lại không lấy được tí nào cả. Tính toán một lúc, Nam Minh đã đưa ra quyết định của bản thân. Anh ta tự lái xe tới tận biệt phủ của Nam Đường và báo cáo với ông cụ Nam Long rằng mình đã tìm ra được lô hàng quan trọng. Bà cụ Nam nghe thấy thì giật mình. Trong lúc ông cụ Nam đang thay quần áo, chuẩn bị đi cùng với Nam Minh, bà tiến tới nắm lấy tay thằng cháu nội và hỏi chuyện: "Cháu thực sự đã tìm ra sao?" "Vâng, cháu đã tìm thấy." Nam Minh dõng dạc trả lời, không hiểu được tầng nghĩa sâu xa trong câu nói đó của bà nội. "Nam Minh, ông nội và bà nội đều rất thương mấy đứa, nhưng phạm phải gia quy thì không ai xin tha tội được đâu." Bà nội Nam vẫn ân cần nhắc nhở. Khuôn mặt của Nam Minh thoáng kinh ngạc khi thấy bà nội nói như thế. Nhưng rồi ông nội đi ra, anh ta lên xe cùng với ông cụ Nam và rời đi. Xe chạy đến một căn nhà kho lớn ở ngoại thành phía tây của thành phố. Nam Minh đỡ ông nội xuống xe. Ông cụ ngước nhìn nhà kho rồi hỏi: "Ở đây sao?" "Vâng thưa ông, cháu đã sắp xếp người của cháu bao vây nhà kho. Bây giờ ông cứ yên tâm mà vào xem." Ông cụ Nam gật đầu cùng với cháu trai đi vào kiểm tra lô hàng. 10 tấn hàng được xếp vào các thùng có kích thước xếp đầy nhà kho. Ông cụ Nam đi tới chọn vài chiếc thùng mở ra để kiểm tra. Khi xác định số vũ khí không hề hấn, ông cụ vỗ vai Nam Minh, gật đầu tấm tắc khen: "Tốt, tốt lắm. Nói cho ông nghe, cháu đã tìm thấy số hàng này bằng cách nào thế?" Vì đã chuẩn bị trước câu trả lời nên Nam Minh trả lời rất mượt: "Cháu đã bắt đầu kiểm tra từ khu vực biên giới nơi hàng được vận chuyển vào. Cảnh sát biển khu vực đó đã cho cháu thông tin. Cháu lần theo đường đi trên biển để tìm đến bến cảng nhập số hàng này. Sau khi lên đường bộ theo dấu vết thì tìm kiếm dễ hơn. Cứ men theo đó, cháu đã tìm được tới đây, xử lý hết mấy tay ăn trộm kia trước rồi cháu mới mời ông đến xem." Nghe được câu trả lời của cháu trai, ông cụ Nam Long rất hài lòng. Chợt trong căn nhà kho vang lên tiếng cười khanh khách. Nam Minh nhìn ngó xung quanh, người của mình bao vây quanh kho đều đứng yên. Anh ta nghi hoặc nhìn vào góc khuất sáng, nơi tiếng cười càng ngày càng rõ hơn. Trong góc tối, một cái đầu vàng hoe hiện ra với điếu thuốc đang cháy dở. Sự xuất hiện của Ken đã làm cho Nam Minh giật mình thót tim. Trong Nam Đường, ai cũng từng nghe qua Lâm Phong có một người bạn thân ở căn cứ huấn luyện năm xưa. Người này rất tài giỏi, xuất quỷ nhập thần và là trợ thủ đắc lực của Lâm Phong. Dù năm xưa Nam Hoàng và Nam Kiên từng đến đó để luyện tập với Lâm Phong, nhưng chưa có cơ hội gặp mặt người bạn này. Thế nên Nam Minh chỉ từng nghe qua về Ken, chứ không hề biết mặt mũi, tên tuổi của anh ta như thế nào. Nam Minh đứng chắn trước mặt ông cụ Nam để bảo vệ ông khỏi kẻ lạ. "Anh là ai?" Trước sự đề phòng cao độ của Nam Minh, Ken đã vươn người lên để nhìn ông cụ Nam rồi vẫy tay hào hứng bảo: "Ông cụ Nam, cháu chào ông. Ông còn nhớ cháu chứ?" Cách nói chuyện gần gũi của Ken với ông cụ làm cho Nam Minh thoáng giật mình. Anh ta bắt đầu đề phòng hơn. Sự bắn nhắn của Ken chỉ nhận lại cái nhíu mày đầy sâu sắc của ông cụ Nam. "Dập thuốc." Ông cụ Nam ra lệnh, Ken lập tức nghe lời. "Ông nội, ông quen với cái tên đầu vàng này sao?" Nam Minh quay sang hỏi. Ken nghe thấy, chưa để ông cụ Nam Long trả lời, anh liền chen ngang: "Đương nhiên là quen rồi. Tôi là cháu cưng của ông cụ Nam đấy.
cưng còn hơn cả Lâm Phong nhà mấy người. Nam Minh càng ngày càng khó hiểu vì người đàn ông kỳ lạ. Còn Ken, với cái tính thích đùa của anh thấy Nam Minh chẳng có gì thú vị nên chẹp miệng trách. Ông cụ Nam, thằng cháu này của ông nhà quá, không như thằng Phong. Đáng lẽ khi cháu nói như vậy thì cháu ông phải quay sang hỏi ông có bà hai sao chứ. Ông cụ Nam không lạ với tính cách của Ken. Ông nhìn xung quanh, có một thùng hàng vừa tầm mình. Ông tới đó ngồi xuống. Ông chỉ tay vào mặt Ken và nói: mày cứ cẩn thận cái mồm đi. Hôm nay đến đây có chuyện gì? Chuyện đồng trời, nhưng chờ đủ người thì cháu sẽ nói. Ông cố gắng chờ một chút. Tầm 15 phút sau, sự xuất hiện của Lâm Phong làm cho Nam Minh bàng hoàng không thôi. Anh ta cứ trố mắt nhìn anh họ mình điềm tĩnh bước tới. Đi tới trước mặt ông cụ Nam Long và cúi đầu chào ông, không hề có dáng vẻ tiều tụy phải ngồi xe lăn như sáng nay. Nhìn sang vẻ điềm tĩnh của ông cụ Nam, dường như ông đã biết rõ chuyện này sẽ xảy ra. Nam Minh đã hiểu rõ mọi chuyện, anh ta chỉ biết cười khổ trong lòng. Thấy Lâm Phong đi tới, Ken liền chạy tới trách móc: sao mà tới muộn thế? Chờ vợ ngủ tôi mới đi. Cậu sắp trở thành hôn quân rồi, vì mỹ nhân suýt bỏ lỡ chuyện quan trọng. Chẳng phải đã đến rồi sao? Cứ lầu bầu như đàn bà thế. Nhìn cách nói chuyện gần gũi của Lâm Phong và Ken, Nam Minh cũng phần nào đoán ra được thân phận của tên đầu vàng kia. Anh ta đứng yên quan sát mọi việc, vì giờ cá đã sa lưới, có thoát ra cũng không thể. Ông cụ Nam, cháu nói lô hàng này là do Nam Minh cố tình đánh cắp về đây, thì ông có tin hay không? Ông cụ Nam Long không ngần ngại lắc đầu. Theo đúng gia quy của Nam Đường, phải tin tưởng người nhà trước người ngoài, nếu không có bằng chứng xác thực. Biết ông cụ Nam sẽ phản ứng như thế, Ken lấy ra một tập tài liệu đựng trong túi Clearbath và đưa cho ông cụ Nam. Trước khi đưa, anh liếc nhìn sang Nam Minh một cái. Đây là thông tin về chủ kho hàng. Cách đây mấy tiếng, Nam Minh đã bán vội kho hàng cho một tên buôn, nhưng không trực tiếp ra mặt giao dịch. Ông cụ Nam Long chăm chú xem giấy tờ bàn giao đất và giấy tờ chủ sở hữu trước đó. Ông ngẩng đầu lên hỏi: cậu là người mua lại nhà kho này sao? Chuyện này cháu chính là người mua lại. Nam Minh đứng một bên, nhắm mắt chấp nhận thua cuộc. Cái bẫy to như vậy anh ta thoát ra không nổi. Những giấy tờ sau đó, thậm chí có cả video, hình ảnh rõ nét, Nam Minh đã từng đến kho hàng để kiểm tra. Điều mà Nam Minh không ngờ tới, lúc Ken lái cano đuổi theo tàu chở hàng trên biển, anh ta đã gài người của mình lên tàu, thậm chí còn gắn định vị cẩn thận. Thế nên, vị trí của lô hàng đều được Lâm Phong và Ken nắm trong lòng bàn tay. Cùng lúc này, Ken cho người của mình xách cổ chừng 15 tên tham gia. Ken nhìn sang Nam Minh hỏi: chắc cậu biết những người này chứ? Nam Minh chỉ nhếch miệng cười. Anh biết rõ đáp án, cần gì phải hỏi đểu tôi? Ồ, cũng gan đấy. Những người này là của cậu? Ken lặp lại câu hỏi một lần nữa. Cả ông cụ Nam Long và Lâm Phong đều chờ đợi câu trả lời của Nam Minh. Lần này Nam Minh thừa nhận: đúng, là người của tôi. Ngay lập tức, Ken cúi đầu nghiêm túc nói với ông cụ: thưa ông, Nam Minh đã nhúng tay vào điều động người trong Nam Tùy Đường, là phạm phải gia quy lớn nhất của Nam Đường. Chuyện này nhờ ông phân xử. Ken vừa dứt lời, người của anh ta liền quay lưng. Máy tay vừa rồi được đưa vào, xé toạc chiếc áo bên ngoài ra, để lộ tấm lưng có xăm ký hiệu riêng của Nam Tùy Đường. Nam Tùy Đường là đội quân tinh nhuệ của Nam Đường, là quân riêng của gia chủ, và chỉ gia chủ mới có quyền sai khiến và định đoạt. Đồng vào Nam Tùy Đường chính là đồng vào chiếc vẫy ngược của gia chủ Nam Đường. Vậy nên gia quy ngàn đời nêu rõ, nghiêm cấm lùi kéo, bắt tay với Nam Tùy Đường. Nam Minh lúc ấy mới trố mắt kinh ngạc. Anh ta không hề biết đám người này là quân của Nam Tùy Đường. Chỉ đơn giản nghĩ rằng Nam Hoàng và Nam Kiên cho mình mượn những vệ sĩ giỏi nhất. Dưới cặp mắt kính đen, Lâm Phong nhìn ra vẻ kinh ngạc, xen lẫn thất vọng của Nam Minh. Bây giờ nhận ra mình bị lừa có phải quá muộn màng hay không? Lâm Phong lên tiếng trước, nói với Nam Minh: cậu không biết chuyện này đúng không?
nói ra người đứng sau chỉ đạo bọn họ, cậu sẽ không phạm gia quy. Qua giây phút bàng hoàng ban đầu, Nam Minh nhìn Lâm Phong đầy giận dữ. Anh ta bị lừa, lại còn rơi vào bẫy lớn của Lâm Phong. Lần này khó có thể lật được thế cờ. Vậy nên dù rất tức chuyện Nam Hoàng và Nam Kiên lừa dối mình, nhưng ít nhất hai người đó cùng ghét Lâm Phong, họ sẽ loại trừ được Lâm Phong. Đó là kết quả Nam Minh mong muốn hơn, hai chữ công bằng. Nam Minh tiến sát gần Lâm Phong rồi nói nhỏ. Anh sẽ không chiếm được Nam Đường như ý đâu. Tôi sẽ dùng mạng của tôi để đánh cược tất cả. Lâm Phong nhìn ra được Nam Minh định làm gì. Anh giữ tay em họ lại, ngăn cản ý định điên rồ đó nhưng không thể. Nam Minh đi tới, quỳ trước mặt ông cụ Nam nhận tội. Ông nội, lô hàng là do cháu đã đánh cắp. Cháu muốn gây khó dễ cho Lâm Phong để giảm bớt sự tin tưởng của ông đối với anh ta. Cháu cũng cố tình tạo ra thế cờ hoàn hảo để lừa ông rằng cháu đã tìm được lô hàng, mục đích để tăng sự tín nhiệm của ông dành cho cháu. Người của Nam Tụy Đường thì sao? Ông cụ Nam bình tĩnh hỏi. Là do cháu đã qua lại với một vài đường chủ trong Nam Tụy Đường nên có thể mượn người bên đó. Nam Minh khẳng khái nhận tội trước mặt ông nội. Ông cụ Nam Long nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ, không gian im lặng như tờ. Chợt Ken đi tới, đứng cạnh Lâm Phong, khuýt vai anh một cái. Xem ra cậu cũng có giá phết. Thằng em họ của cậu chấp nhận hy sinh tất cả để chừa đường cho hai anh nó diệt trừ cậu đấy. Lâm Phong lặng thinh nhìn bóng lưng của Nam Minh đang quỳ một lúc. Sau đó anh chỉ nói hai chữ: ngu ngốc. Sao lại nói như vậy? Nam Minh không chỉ rơi vào bẫy của cậu và tôi, mà còn là mồi nhử của Nam Hoàng và Nam Kiên, dò la tình hình của địch. Ken đứng đó chỉ biết lắc đầu cảm tán. Tuổi trẻ chưa trải sự đời mà dám đấu với mấy con sói già đội lốt cừu, đúng là liều lĩnh. Không lâu sau, ông cụ Nam Long mở mắt ra. Ông nhìn Nam Minh hỏi: chuyện Lâm Phong bị vây đánh trên đường từ biên giới về thành phố có liên quan gì tới cháu hay không? Nam Minh đã xác định chịu phạt, nhưng ngay giây phút này anh ta vẫn cảm thấy tổn thương vì ông nội vẫn không quên chuyện trả thù cho Lâm Phong. Sự thiên vị của ông cụ Nam dành cho Lâm Phong quá lớn, làm Nam Minh không thể không ghen ghét. Nam Minh ngước đôi mắt đầu đấu nhìn ông nội một hồi lâu. Dường như ông không có ý định thu lại câu hỏi ấy, anh ta cúi gục xuống đáp: chuyện này không liên quan tới Nam Minh đâu ông ạ. Ken và Dương đã điều tra giúp cháu, là phe cánh bên ngoài, nhân cơ hội Nam Đường lục đục nhảy vào để chia rẽ. Đây là câu nói của Lâm Phong. Câu nói của anh làm những người có mặt ở đây rất kinh ngạc. Nam Minh quay phát người lại, đôi mắt đỏ ầu nhìn Lâm Phong. Anh ta không cam tâm sự giúp đỡ của Lâm Phong. Trong hoàn cảnh này, nếu Nam Minh phạm phải một tội nữa của gia quy Nam Đường, đó là anh em trong nhà không được phép ám hại nhau, thì mạng của Nam Minh chưa chắc đã có thể giữ lại. Một lúc phạm hai tội lớn nhất của gia quy, dù là ai cũng không thể cứu được Nam Minh. Dù cay cú nhưng Nam Minh biết thân biết phận, không dám cãi. Lúc ấy ông cụ Nam đứng dậy chỉ vào Nam Minh và nói: đưa nó về phòng hình phạt của Nam Đường, ngày mai gọi bố mẹ nó đến gặp tôi. Vệ sĩ thân cận của ông cụ Nam nhận lệnh, lập tức áp giải Nam Minh lên xe để đưa về Nam Đường. Chờ ông cụ lên xe, Lâm Phong đi tới chắn trước mặt đuổi áp giải Nam Minh. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ta, để cậu ta lên xe tôi. Thưa Tam thiếu, đây là lệnh của gia chủ, chúng tôi không dám tự quyết, người đứng đầu nhóm vệ sĩ đáp. Cùng lúc đó Nam Minh cùng nói: tôi không muốn ngồi chung xe với anh. Lâm Phong thở dài nói với vệ sĩ: phiền anh cho tôi 5 phút. Vệ sĩ hết nhìn Lâm Phong rồi lại nhìn sang Nam Minh. Vì đã biết rõ chuyện giữa hai người này nên anh ta cần nhắc cho hai người nói chuyện riêng với nhau hay không. Anh ta sợ hai người xông vào đánh nhau nếu không có ai để mắt tới. Trong lúc vệ sĩ còn đắn đo, Ken đã đi ra kéo hết mấy người họ ra, trả lại không gian riêng tư cho hai anh em Lâm Phong. Nam Minh chỉnh trang lại quần áo, phủi bụi trên quần và trên vai áo rồi bảo: anh đang chờ lời cảm ơn từ tôi sao? Hay là muốn lôi kéo tôi về phe của anh? Trước sự ngông nghênh của Nam Minh, Lâm Phong chỉ nhếch môi cười nhẹ. Cậu đang đánh giá mình quá cao. Ý anh là sao? Nam Minh giận tím mặt trước câu nói đó của Lâm Phong. Ý trên mặt chữ
Nói tóm lại hôm nay tôi giúp cậu vì tôi vẫn coi cậu là em trai tôi. Nói dối không biết chớp mắt, Nam Minh đáp. Tin hay không thì tùy. Lâm Phong vứt lại một câu ngắn gọn rồi quay lưng rời đi. Nam Minh chết đứng ở đó. Tầm vài phút, khi Lâm Phong đi được một đoạn, Nam Minh mới xuống giọng hỏi, liệu bố mẹ tôi có bị liên lụy hay không? Bước chân của Lâm Phong khựng lại, anh không quay hẳn người lại, hai tay đút vào túi quần, sống lưng thẳng tắp. Biết sợ mà còn dám làm. Nếu tôi có mệnh hệ gì, nhờ anh nói giúp đỡ bố mẹ và em gái tôi. Còn Nam Hoàng và Nam Kiên, chắc tôi không trông chờ điều gì nữa. Mất niềm tin ở anh em của mình nhanh như vậy sao? Lâm Phong hỏi. Anh không cần phải đả kích tôi. Tôi không chọn đứng về phe anh, nhưng sẽ không phản họ vì chúng tôi chảy chung một dòng máu của Nam Đường. Nam Minh đáp. Vậy thì nhờ cậy Nam Hoàng và Nam Kiên đi. Lâm Phong ngán ngẩm nói. Trong mắt ông nội, lời nói của anh có trọng lượng hơn hai anh ấy. Tôi chỉ cầu anh chuyện gia đình tôi, còn chuyện của tôi anh muốn ông xử sao thì cứ xử. Lần này Lâm Phong quay người lại, anh đi thẳng tới chỗ Nam Minh, xách cổ áo em họ của mình dậy mà cảnh cáo. Tôi nói với cậu lần cuối, ông ngoại có thể thiên vị tôi, nhưng tôi không bao giờ có quyền tham gia vào quyết định của ông. Đừng đem suy nghĩ chủ quan của cậu gán ghép lên tôi. Hiếm khi Nam Minh thấy Lâm Phong giận dữ tới mức mất kiểm soát như thế. Anh ta đứng hình, chỉ biết nghe Lâm Phong mắng. Còn nữa, tôi chưa bao giờ muốn đấu với Nam Hoàng và Nam Kiên. Và cậu, các người vẫn là anh em họ của tôi. Dù tôi không phải người nhà của Nam Đường, nhưng trong người tôi vẫn chảy một nửa dòng máu của Nam Đường. Tôi không muốn hại ai trong số mấy người cả. Kết cục sau này có ra sao là anh em mấy người tự gây chuyện rồi tự chuốc lấy. Nam Minh cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn Lâm Phong. Anh ta dùng hết sức đẩy Lâm Phong ra. Anh nói điêu, ông nội luôn ưu ái cho anh. Đám cháu nội chúng tôi có là gì đâu chứ. Ai chẳng rõ chiếc ghế gia chủ của Nam Đường sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về anh. Lâm Phong lắc đầu cười khổ. Đúng là cậu còn quá trẻ để nhận thức ra một số thứ. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra ông ngoại đang cố tình đặt ra thế trận này để chúng ta tự mài dũa nhau sao? Dứt lời, Lâm Phong quay lưng đi, mặc cho Nam Minh có cố gắng đuổi theo hỏi. Nam Minh nhanh chóng bị vệ sĩ của ông cụ Nam giữ lấy. Anh ta chỉ có thể thét lên. Lâm Phong, anh quay lại đây nói cho tôi rõ xem. Lâm Phong đi thẳng về phía xe. Khi đi qua xe của ông ngoại, anh cúi đầu chào ông một tiếng. Cửa sổ phía ghế sau của ông cụ Nam mở ra. Ông gọi Lâm Phong lên xe để nói chuyện. Lâm Phong vừa ngồi vào chỗ, ông cụ liền hỏi. Vết thương thế nào? Nhờ ông né những chỗ hiểm nên sức khỏe của cháu không quá lo. Lần này cháu liều quá đấy, dám dùng thân mình ra để làm mồi nhử. Trước lời trách móc của ông ngoại, Lâm Phong chỉ biết cười trừ. Đêm hôm qua, sau khi từ biên giới trở về, Lâm Phong đã đến thẳng biệt phủ Nam Đường để gặp ông ngoại, bàn bạc kế hoạch quan trọng. Anh không khẳng định với ông người đánh cắp lô hàng là ai, chỉ bày ra một kế hoạch để cá lọt lưới như hôm nay. Tất cả đều nằm trong tính toán của Lâm Phong, và ông cụ Nam là người phối hợp. Ngồi ngẫm lại một lúc, Lâm Phong mới nói. Ông à, mình dừng lại được rồi. Cháu ngán cái cảnh phải đấu đá với chính người thân của mình quá. Ông cụ Nam bất ngờ khi Lâm Phong nói như thế. Đoán được suy nghĩ của ông, suy cho cùng cũng chỉ có mình cháu. Ông ưu ái mẹ con cháu, suốt những năm qua cháu vô cùng cảm kích. Nhưng ông thực sự muốn nhìn con cháu mình tranh giành nhau sức đầu mẻ trán sao? Muốn mài được một con dao tốt thì phải có chất xúc tác. Những năm qua mấy anh em nó gài bẫy cháu biết bao nhiêu lần. Lần này cháu mới lên kế hoạch gài bẫy mà đã cảm thấy dày dứt sao? Ông cụ Nam gằn giọng răng đe. Sức nặng của lời nói của ông khác hẳn thường ngày khi đùa vui với Lâm Phong. Dù ông nói thế nào, Lâm Phong vẫn kiên quyết với suy nghĩ của anh. Ông ngoại, cháu thực sự không muốn đấu đá nữa. Trước đây cháu đã từng hứa với ông thế nào? Lẽ nào đấy chỉ là những lời nói dối? Ông cụ Nam thực sự giận khi đứa cháu tâm huyết, rèn luyện liên tục, chống đối mình. Lâm Phong tháo chiếc kính xuống,
đôi mắt nâu nhìn thẳng vào mắt ông ngoại và nói: "Trước đây quả thực cháu muốn tranh đấu đến cùng, vì cháu căm hờn những kẻ đã hại cháu. Lời hứa với ông cũng là thật lòng. Nhưng sau từng ấy việc xảy ra, nhìn những tổn thương mà những người xung quanh cháu phải chịu, cháu thực sự đã cân nhắc tới quyết định rút lui." "Cháu đã đi tới bước đường này còn nghĩ mình có thể rút lui sao? Đối thủ của cháu chịu cho cháu rút lui chắc." "Quan điểm của đối thủ của cháu thế nào, ông là người biết rõ nhất. Chỉ cần ông thay đổi thái độ, cháu sẽ hoàn toàn rút lui." Lâm Phong trở về nhà với cảm xúc khác lạ. Nhớ lại cuộc trò chuyện khi nãy với ông ngoại, anh nhận ra mình đã chọc tức ông tới mức nào. Hơn 30 năm qua, ông chưa từng nặng lời với anh. Nhưng hôm nay, ông đã mắng anh hèn nhát và không có chí tiến thủ. Lâm Phong lủi thủi đi lên phòng, mở cửa phòng thấy vợ còn ngủ say, anh mới có thể yên tâm. Ngồi xuống cạnh giường, anh vuốt nhẹ mấy sợi tóc của cô còn vương trên má, rồi yên lặng ngắm nhìn cô ngủ. Trần Ly là lý do anh muốn dừng lại trận đấu ấy. Trước đây, anh không nghĩ hai người sẽ đến ngày hôm nay, nên anh ngang nhiên chẳng sợ kẻ nào. Lâm Phong biết rõ, dù kết quả cuộc tranh giành này có đi đến đâu, người tổn thất sẽ chỉ có một mình anh. Bởi vì sớm muộn gì hai người cũng sẽ ly hôn, còn mẹ anh đã có ông bà ngoại che chở. Nhưng từ giây phút Trần Ly nhắc anh phải cẩn thận, cô đã phá vỡ lớp phòng ngự cuối cùng và trở thành điểm yếu của anh. Lâm Phong không thể làm liều hơn thế. Mẹ anh có ông bà ngoại bảo vệ, nhưng Trần Ly chỉ có thể dựa vào mỗi anh. Sao anh có thể tin tưởng giao sự an toàn của Trần Ly cho gia đình cô kia chứ? Lâm Phong bần thần ngồi đó suy nghĩ, không hề biết Trần Ly đã tỉnh giấc từ lúc nào. Cô mắt nhắm mắt mở với tay còi chiếc chăn, kéo tay chồng mình bảo: "Anh còn ngồi đó sao? Mau lại đây ngủ với em." Lâm Phong thoáng giật mình vì bộ quần áo trên người chưa thay ra. Sợ cô phát hiện ra ngoài, nhưng Trần Ly không hỏi thăm câu nào, ngồi dậy cởi áo khoác ngoài cho anh và kéo anh nằm xuống ngủ. Làm sao cô không biết anh đã ra ngoài cơ chứ? Nhưng Trần Ly chọn im lặng và tin tưởng cho đến khi anh nói ra. Vì xử phạt Nam Minh không được công khai toàn Nam Đường, chỉ có sự có mặt của ông bà ngoại và bố mẹ của Nam Minh. Ở bên này, Lâm Phong nghe tin Nam Minh bị ông nội ép đến tổ chức ở nước ngoài huấn luyện 10 năm. Trong vòng 10 năm này không được ló mặt về nhà nếu như ông không cho phép. Nơi đó đã từng huấn luyện bao đời con cháu của Nam Đường, nên trong một đêm, ông cụ Nam Long có thể liên lạc và chuyển người đi ngay. Nghe tin trợ lý Dương báo lại, Ken ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của Lâm Phong, chẹp miệng nói: "Xem ra Nam lão gia nhà cậu vẫn thương con quý cháu lắm. Tội của Nam Minh đáng lẽ phải bị gạch tên ra khỏi gia phả, đi đầy biên giới không ngày trở về mới đúng." Lâm Phong uống một ngụm cà phê rồi nói: "Ông cụ hay tỏ ra cứng rắn, nhưng thực chất lại rất mềm mỏng. Hơn nữa, ông ngoại biết rõ ai mới là người phạm phải gia quy, động tới Nam tùy đường của ông." Cùng lúc này, tại phòng xử phạt của Nam Đường, Nam Hoàng và Nam Kiên quỳ đứng dưới đất, chịu phạt 20 roi. Ông cụ Nam ngồi đó, mặt lặng như tiền, quan sát quá trình xử phạt của hai đứa cháu. Sau khi kết thúc 20 roi, Nam Hoàng và Nam Kiên dù đau nhưng không dám gục xuống. Hai người vẫn quỳ thẳng sống lưng trước mặt ông nội. Ông cụ Nam đặt hai tay lên chiếc gậy ba toan, rướn người lên trước và hỏi: "Có biết vì sao ông phạt hai đứa hay không?" Nam Hoàng và Nam Kiên nhìn nhau, không ai nói gì nhưng đều hiểu trong lòng đối phương nghĩ gì. Nam Hoàng lên tiếng trước: "Chúng cháu không biết, nhưng chúng cháu tin ông đã phạt thì phải có lý do." Hôm nay sau khi nghe tin về hình phạt của Nam Minh, Nam Hoàng và Nam Kiên lập tức rời công ty theo lệnh của ông cụ Nam đến biệt phủ Nam Đường. Vừa tới nơi, hai người đã được quản gia dẫn mời vào phòng xét xử. Sau đó, vệ sĩ ép hai người quỳ xuống và nhận hình phạt theo yêu cầu của ông cụ Nam. Nam Hoàng và Nam Kiên cảm thấy rất khó hiểu, nhưng không thể chống đối. Hai người chỉ có thể cắn răng, chịu đựng hình phạt. Ông cụ Nam bật cười nhìn sang Nam Hoàng: "Tại sao trước mặt ông, cháu luôn chịu khó tỏ ra nhún nhường thế? Ông là gia chủ, những việc ông làm đều có lý. Ông làm sai nhưng vẫn làm quyền chèn ép cháu thì sao? Cháu cũng nhún nhường sao?"
Trước câu hỏi thử lòng của ông cụ Nam, Nam Hoàng lặng thinh nhìn ông. Anh không có đáp án cho câu hỏi đó. Nam Kiên ở cạnh đó chợt bật cười phá tan bầu không khí căng thẳng. Ông nội, ông thấy việc ông phạt bọn cháu không có lý do, liệu có sai hay không? Câu hỏi hay lắm. Ông cụ Nam quay sang nhìn Nam Kiên. Câu trả lời của cháu thế nào? Việc ông chèn ép bọn cháu đâu phải chuyện một sớm một chiều. Sao hôm nay ông mới hỏi như vậy chứ? Có điều gì làm cho ông thay đổi ý kiến sao? Thái độ của Nam Kiên nghe có vẻ ngông nghênh và thách thức, nhưng anh ta không bồng bột, ngu ngốc như Nam Minh. Tất cả những gì Nam Kiên nói ra đều có tính chuẩn xác. Ông cụ Nam không những không giận mà còn đi tới vỗ vai Nam Kiên. Thằng nhóc này khá lắm. Ông dừng lại rồi nói. Hai đứa đã trưởng thành, gan to hơn bố của hai đứa, dám lập bè kết ở phía sau lưng ông. Nam Hoàng và Nam Kiên thoáng giật mình, mắt nhìn nhanh theo ông nội, dường như hai người đã dự đoán trước kết quả, nhưng không ngờ ông nội lại đánh thẳng mặt nhanh như thế. Ông cụ Nam chưa nhận được câu trả lời của hai đứa cháu, vệ sĩ của ông vào báo cáo. Thưa gia chủ, đường chủ 2 và 5, Nam Tùy Đường đã tự sát. Để lại thư trên bàn. Trong phòng xử phạt, mỗi người một biểu cảm. Ông cụ Nam và quản lý Dận không mấy ngạc nhiên, còn Nam Hoàng và Nam Kiên tự giác cúi cụp đầu xuống. Bọn họ đã biết họ đã thua. Nam Hoàng bao lâu nay cấu kết với đường chủ 2 để lấy tin tức từ phía ông nội và nội bộ Nam Đường, còn Nam Kiên thì bắt tay với đường chủ 5. Không ai dám điều tra lý do vì sao hai vị đường chủ này quyết định tự sát. Chỉ biết rằng phe cánh của Nam Hoàng và Nam Kiên đã bị chặt đứt. Sau khi người vệ sĩ báo cáo rời đi, ông cụ Nam Long quay lại nói với Nam Hoàng và Nam Kiên. Hai đứa thấy sao về chuyện này? Đây chính là lời cảnh cáo của ông cụ Nam Long, âm thầm mà đầy sâu sắc. Ông có cách riêng để dạy bảo các cháu. Thấy hai đứa cháu không nói gì, ông cụ Nam Long dừng lại chừng mấy phút, sau đó mới nói tiếp. Hai đứa và Lâm Phong đều là những đứa cháu giỏi của ông. Ba đứa có thể làm bất cứ điều gì, nhưng đừng phạm phải gia quy. Nam Hoàng và Nam Kiên một lần nữa không giấu nổi vẻ kinh ngạc trước lời khen ngợi của ông nội. Lời khen và sự công nhận của ông là điều mà hai người luôn có gắng trong suốt hơn 30 năm qua. Từ ngày mới biết đọc biết viết đến bây giờ, không ngờ cũng có ngày nghe được và nghe trong hoàn cảnh như thế này. Lời khen của ông cụ Nam hôm nay chính là lời tuyên bố ngầm cho việc tranh giành vị trí gia chủ của Nam Đường, bởi ông đã thẳng thắn thừa nhận ba người Nam Hoàng, Nam Kiên và Lâm Phong ngang hàng nhau chứ không hề ưu ái Lâm Phong như trước. Ông cụ Nam chỉ ngồi lại một lát rồi đứng dậy rời đi. Ông đi đến phòng thờ tổ tiên Nam Đường, nơi bà cụ Nam đang ngồi đọc kinh. Đây là thói quen của bà nhiều năm nay. Ông cụ Nam thắp hương xong liền quỳ xuống trước gia tiên. Ông chờ đến lúc bà cụ Nam đọc kinh xong mới đứng dậy rời đi. Ra khỏi nhà thờ tổ, bà cụ Nam quay sang hỏi chồng. Tôi thấy những lời mà thằng Phong nói không phải không có lý. Ông không nên để anh em chúng nó tranh giành nhau như thế. Hợp lực lại cùng xây dựng Nam Đường vững mạnh chẳng phải tốt hơn sao? Ông cụ Nam lắc đầu bảo. Không kịp nữa đâu. Cho dù Lâm Phong muốn rút, nhưng trong tầm tầm của Nam Hoàng và Nam Kiên, muốn đấu thì thằng Phong không thể trốn tránh. Vậy chúng ta phải chứng kiến chúng nó hại nhau sao? Tất cả đều là con cháu của ông và tôi đấy. Bà cụ Nam nhấn mạnh vào vấn đề. Ông cụ chắp tay phía sau lưng, ngẩng mặt lên nhìn trời xanh. Trong gia quy có viết, không được hại anh em trong dòng tộc. Gia quy chính là giới hạn của chúng nó. Nếu gia quy không thể ngăn nổi ba đứa làm hại nhau thì phải làm sao chứ? Người phạm phải gia quy không đủ tư cách làm gia chủ. Cả ba đứa đều biết rõ chuyện đó. Bà cụ Nam thở dài, không thể khuyên nổi chồng mình. Ông rất cố chấp với việc dùng ba đứa cháu mài dũa lẫn nhau. Từ ngày xưa tôi đã không ủng hộ cách này. Bà không biết gì cả. Ngay từ khi mẹ con Duệ Tâm nhận tổ quy tông ở Nam Đường, cơn sóng ngầm đã cuộn trào từ đó. Muốn hóa giải nó buộc phải có trận đấu giữa mấy đứa cháu của chúng ta. Nếu như chúng nó không tâm phục khẩu phục, sau này sẽ còn hại nhau dài dài.
không ai hiểu cho những suy tính lâu dài của ông cụ Nam Long, mà chỉ chăm trách ông gây ra hiểu lầm giữa ba anh em Nam Hoàng, Nam Kiên, Nam Minh và Lâm Phong. Thực chất, ông chỉ là chất xúc tác đẩy cơn sóng ngầm xảy ra sớm hơn. Càng giải quyết sớm ngày nào thì ông mới yên tâm để ra đi ngày đó. Bà cụ Nam nghe thấy có lý, bà không nói gì thêm, im lặng theo ông về nhà chính. Trần Ly ngồi ở cơ quan đang căng thẳng suy nghĩ xem làm cách nào để thuyết phục chồng mình cho cô tăng ca tối nay. Chị Thuyết Mạn vừa gọi riêng cô ra để nói có tin siêu hot, cần cô tận tay lấy về. Chị Thuyết Mạn chọn cô vì thời gian và địa điểm lấy tin nhạy cảm. Địa điểm lấy tin ở quán bar Sensi. Và đương nhiên, thời gian hợp lý cho cô săn tin là vào buổi tối nay. Lý do chị ấy giao nhiệm vụ đặc biệt này cho Trần Ly vì trong hồ sơ của cô ghi rằng cô đã từng được đai vàng karate, tương đương với cấp 8 trên 10 của môn võ thuật này. Và hơn hết, cô gan dạ có máu liều, dám xông phà vào những vùng tin tức nhiều người né tránh. Việc lấy tin tức tối nay càng đặc biệt hơn khi đây là tin mật mà chị Tuyết Mạn nhờ bạn bè bên sở cảnh sát lấy được. Tối nay cảnh sát sẽ mai phục quanh quán bar và vây bắt một số thành phần trong đó. Tuy có chút sợ, nhưng sự tò mò và tính cách dám tự dám làm của Trần Ly càng dâng cao hơn. Chỉ có điều cô đắn đo nhất là ở phía Lâm Phong. Nghe việc nguy hiểm như vậy, chắc chắn anh sẽ ngăn cản cô ngay lập tức. Thế nên Trần Ly chưa trả lời chị tổ trưởng ngay. Cả ngày ngồi bàn làm việc chỉ nghĩ cách làm sao để thuyết phục chồng. Trong lúc bất lực, nằm gục xuống bàn, cô nhận được điện thoại của Lâm Phong. Trần Ly liền đứng dậy ra ngoài nghe máy. Alo, tôi có việc đột xuất phải cùng Ken bay sang nước ngoài ngay bây giờ. Mấy ngày tới em ở nhà nhớ chú ý an toàn, đi làm về nhà đúng giờ nhé. Lâm Phong không vòng vo, cô vừa nghe máy anh đã vào thẳng vấn đề. Phía bên này Trần Ly sung sướng phải biết, cô suýt nữa nhảy cẩn và hét lên. Hình như ông trời đang giúp cô thì phải. May sao cô đủ bình tĩnh để kiềm chế cảm xúc, cô trả lời Lâm Phong. Vậy sao, anh đi mấy ngày thế? Cố gắng xong sớm thì tối mai tôi sẽ về, còn không thì phải mất 4 ngày đấy. Nghe thấy vợ chỉ ồ một tiếng mà không có biểu hiện khác, Lâm Phong nhíu mày nhắc nhở. Thái độ của em là sao thế? Không sao cả, chúc anh thượng lộ bình an. Trần Ly vội lấp liếm trả lời để tránh lộ sơ hở. Ai ngờ anh lại hỏi dò thêm. Em muốn tôi về sớm hay về muộn? Anh cứ xong việc thì về thôi, em ở nhà đợi anh. Vì câu sau mà Lâm Phong thấy an lòng hơn, anh nhoẻn miệng cười trước khi cúp máy vẫn còn quên nhắc nhở. Tôi không có ở nhà, đừng có quay chuyện rõ chưa? Trợ lý Dương và Ken đều đi cùng với tôi, không có ai giúp đỡ em đâu. Em biết rồi, anh cứ như ông cụ già lèm bèm mãi. Thế nha, chúc anh sớm xong việc rồi về nhà với em. Trần Ly vui vẻ chào tạm biệt. Sau khi cúp máy, cô liền chạy đi tìm chị Tuyết Mạn, thông báo cho chị biết mình sẽ nhận nhiệm vụ đưa tiền tối nay. Nghe Trần Ly nói vậy, chị Tuyết Mạn vừa mừng vừa lo. Chị hiểu rõ sự nhiệt tình của Trần Ly, đồng thời càng hiểu rõ hơn sự liều lĩnh của cô. Khi giao nhiệm vụ cho cô, chị vẫn cẩn thận nhắc nhở. Đặt sự an toàn của mình lên trên hết, nhớ là chị lấy tin tức về tôi, đừng can dự vào chuyện trong quán, nghe chưa? Em rõ rồi. Dẫn theo Cường nữa, có người phụ giúp vẫn tốt hơn. Vâng thưa tổ trưởng. Chị Tuyết Mạn cốc một cái vào đầu Trần Ly. Miệng cứ vân vân dạ dạ, mà tay chân không làm theo là phạt đấy. Tuân lệnh tổ trưởng. 9:30 tối hôm đó, sau khi Trần Ly và Cường kết thúc bữa cơm tối ở ven đường, hai người họ thay trang phục đến quán bar Sensi. Đến những nơi như thế, ăn mặc quá nghiêm túc sẽ bị chặn lại ở ngoài cửa. Trần Ly chọn một chiếc áo sơ mi đen đơn giản, hai cúc áo cổ mở toang, trông có vẻ hơi nghịch ngợm. Bên dưới cô mặc quần short và đi giày thể thao cho tiện đi lại. Người đi cùng cô là Cường cũng ăn mặc thoải mái hơn mọi khi. Nhìn cậu bạn đồng nghiệp trong chiếc áo phông và quần jean tối đơn giản, Trần Ly đi tới, vỗ vai Cường khen ngợi. Bảnh trai ghê, có sức hút không? Cường tạo dáng, tay chữ V đưa lên cầm. Rất có sức hút, nhưng lát vào trong kia đừng có hút mạnh quá,
ông bướm cản đường khó mà di chuyển. Biết rồi, cậu cứ lo bò trắng răng. Sau khi thống nhất ý kiến, Cường khoác tay lên vai Trần Ly, rồi cùng đi vào quán Ba Sensi. Hai người đã thống nhất là một cặp yêu nhau, đi dễ dàng qua cửa, nhưng quả thực quán ba này nghiêm ngặt hơn lời đồn. Họ tách hai người sang hai bên, dùng máy dò kim loại quét người của Trần Ly và Cường mấy vòng. Khi không có dấu hiệu khả nghi, hai người mới an toàn đi vào trong. Lúc đi vào trong, Cường chạy đến chỗ vỗ vai Trần Ly. Anh hỏi nhỏ, sao bọn họ không dò ra được máy quay mini trên người cậu thế? Tôi có cách của tôi. Trần Ly phải thầm cảm ơn vì cô đã cưới Lâm Phong. Anh có nhiều máy móc vô cùng kỳ lạ. Trước đây cô đã từng tò mò một vài thứ trong phòng của anh, vô tình biết được anh có thiết bị làm dịu sóng máy dò kim loại. Nó được anh thiết kế thành một chiếc quyền tài nhỏ và hiện tại nó đang nằm trên tay trái của Trần Ly. Việc này cô không tiết lộ cho Cường biết. Hai người hòa vào đám đông, nhún nhảy theo điệu nhạc và gọi cocktail nhẹ, ngồi yên quan sát sự việc. Mọi thông tin về phòng VIP mà hôm nay Trần Ly phải lấy tin đều được chị Tuyết Mạng cung cấp. Trần Ly ngồi một lát, cô quay sang nói thầm với Cường. Chúng ta hành động đi, đúng 10 giờ rồi. Cường lắc đầu và ra sức ngăn cản. Không được, chị Tuyết Mạng dặn tôi phải chờ cảnh sát đến mới được chạy đi lấy tin tức. Chúng ta không được phép tự tiện hành động đâu. Nhưng đã tới giờ rồi. Vậy cứ tiếp tục chờ tôi. Cậu được cử đến đây để kìm hãm tôi đúng chứ? Trần Ly lườm nguyết Cường một cái, đúng như cô dự đoán. Chị Tuyết Mạng không tin tưởng cô nên mới cho Cường đi theo, để ngăn cản những hành động bộc phát của Trần Ly. Nhưng việc cô muốn làm không hề là hành động bộc phát. Cô đã từng đến quán này để lấy tin tức, mọi chuyện gần như thuận lợi theo đúng tính toán. Tin tức cô muốn lấy phải là tin tức độc quyền mà không nhà đài nào có được. Tạm thời Trần Ly ngồi yên, nhưng khoảng vài ba phút sau, cô ôm bụng khó chịu. Cường nhìn sang lo lắng, thấy mặt mũi cô càng ngày càng nhợt nhạt, cậu ta cũng lo lắng theo. Có vấn đề gì sao? Tôi đưa cậu về nhà nha. Không cần đâu, còn chưa lấy được tin tức. Quan trọng sao, sức khỏe là trên hết. Tôi đau bụng thôi, chắc là do cơm rang khi nãy không hợp vệ sinh. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cường hơi nghi hoặc hỏi. Cậu đang có âm mưu gì đúng chứ? Cậu bị điên à? Nếu không tin cậu theo tôi vào tận nhà vệ sinh đi. Lỡ có thối quá, cậu cố mà ngửi. Trần Ly mạnh bạo phản kháng. Lời nói của cô có phần không đáng tin. Nhưng Cường không thể đi vào nhà vệ sinh nữa. Đứng ở ngoài càng không. Ở những nơi như thế, làm vậy dễ bị nghi ngờ là biến thái. Mai cậu ta mà lên báo là bay hết sự nghiệp. Cường đỡ Trần Ly xuống khỏi ghế rồi để cô tự đi vào nhà vệ sinh. Vừa khuất khỏi nhà vệ sinh, Trần Ly nhìn ngó bản thân trước gương. Khi nãy cô đã nhanh tay tô màu son nhợt nhạt, một trong những món đồ hữu hiệu của cô từ thời còn sinh viên. Lau son đó đi, Trần Ly nhanh chóng chỉnh lại đầu tóc. Cô đứng đợi một lúc trong nhà vệ sinh, đến khi cô gõ cạch vào đồng hồ, thì một nhân viên nữ trong quán bước vào. Trần Ly đang tay định ôm người đó thì lập tức bị cô đẩy ra. Người kia lạnh lùng nói, giúp cậu nốt lần này thôi đấy. Yêu cậu lắm cơ, con chim hoàng yến của tôi. Người bạn được Trần Ly gọi là con chim hoàng yến vì tên cô ấy là Yến, là bạn từ cấp 3 của Trần Ly. Trước đây Yến từng giúp Trần Ly đột nhập vào quán bar Sensi để lấy tin tức. Đưa trang phục của nhân viên tiếp rượu cho Trần Ly mặc xong, Yến còn quên nhắc nhở. Chú ý an toàn đó, phòng VIP đó toàn là cầu ấm cổ chiêu, động vào là đi đời ngay. Trần Ly vừa thay quần áo vừa giơ tay lên hứa. Tôi thề chỉ bưng rượu vào rồi đi ra, như vậy là đủ lấy tin tức rồi. Hy vọng là cậu giữ lời hứa, làm lố quá tôi không giúp được cậu đâu. Trần Ly cẩn thận lắp chiếc camera giấu kín vào trong túi áo trước ngực, rồi ôm chầm lấy Yến cảm ơn. Cô rời khỏi nhà vệ sinh, trà trộn vào nhóm nhân viên bưng rượu vào trong phòng VIP. Không gian xung quanh tối mờ kết hợp với sự nhốn nháo của quán bar, nhưng quản lý vẫn kiểm tra rất kỹ. Thật may chiếc quyền tài tiếp tục cứu cô khỏi màn máy kiểm tra. Nhận khay rượu, Trần Ly tự tốn bê vào bên trong. Cô tận dụng bóng đen mờ ảo để lẻn vào nhìn xung quanh. Trần Ly làm đúng như những gì đã hứa với Yến.
Cô giữ một sắc mặt không đổi, quỳ xuống xếp rượu lên bàn và thu dọn những vỏ chai trống. Khoảng thời gian đó đủ cho chiếc camera quay lại được những gì cần phải quay. Những cậu ấm cô chiêu suốt ngày được tung hô trên các trang báo là những người gia giáo cốt cách từ trong trứng, khi vào đây lại lộ bản chất. Chúng dùng thuốc lá điện tử, dùng đá và thuốc lắc để tăng phần hứng thú cho cuộc vui. Không chỉ vậy, chúng còn bắt một tên nào đó làm trò tiêu khiển, hết ném đồ ăn vào người đến đánh đập dã man. Một khung cảnh sa đọa không hiếm thấy ở những kẻ dựa vào bố mẹ để coi trời bằng vung. Trần Ly cảm thấy kinh tởm khung cảnh này, nhưng cô phải giữ bình tĩnh hết sức để không bị lộ tẩy. Chỉ là điều Trần Ly không ngờ tới, thứ níu chân mình lại là tiếng hét thất thanh từ một cánh cửa đóng kín, sau đó là tiếng va đập mạnh bên trong. Cô khựng lại bước chân, ngay lập tức đám vệ sĩ của mấy cậu ấm cô chiêu phát hiện ra vấn đề. Chúng tiến gần đến Trần Ly với khuôn mặt hung thần sát khí. Trần Ly biết mình đã bị bại lộ, cô chẳng cần giữ kẻ. Tay trái đỡ xuống đáy khay rượu, tay phải cầm từng chai linh quật trúng từng tên một. Mấy tên vệ sĩ sức dài vai rộng, Trần Ly biết mình không thể đấu lực với chúng. Cô ụp nốt cái khay, rồi hạ thấp mình chạy thẳng xuống phía căn phòng, vừa phát ra tiếng hét. Bước vào trong, cô liền đóng sầm cửa và khóa trái. Bên ngoài lập tức đập cửa, còn có tiếng chửi bới của đám cậu ấm cô chiều. Con ranh, mày mau ra đây. Con này mày chán sống rồi hay sao mà mày dám chui vào đây? Mau đi tìm quản lý, lấy chìa khóa nhanh lên. Anh luôn biết được, sẽ xử hết cả lũ. Cùng lúc này sự chú ý của Trần Ly bị kéo lật bởi tiếng hét thất thanh từ phía sau. Cô định quay đầu lại thì tóc đã bị giật ngược. Một giọng nói như ma quỷ lẫn vẫn bên tai. Mày là con nào? Mày dám to gan bước vào phòng này chứ? Da đầu cô đau nhức, nhưng Trần Ly vẫn cố ngoảnh đầu lại phía sau. Thay đôi mắt của tình tím tóc, sụp hẳn xuống, đỏ âu và có chút lờ đờ. Trần Ly liền nhận ra ngay hắn ta đã dùng thuốc. Trong phòng không chỉ có hắn, sau đó cô còn nghe thấy giọng nói của người đàn ông khác cất ra từ phía sau. Lôi con đó vào đây. Tên kia tím tóc cô kéo sền sệt vào bên trong. Trần Ly nhân cơ hội hắn quay lưng, cô giáng cùi chỏ vào gáy hắn. Tên này đã ngấm thuốc, sức lực tuy khỏe nhưng khi bị đánh lén vẫn không thể kịp thời phản kháng. Sau khi đánh ngất hắn, Trần Ly chạy nhanh vào phía trong sau tấm rèm. Cách tầm vài bước chân, cảnh tượng trước mắt như thiêu đốt đôi mắt cô. Hai tên đàn ông cùng vần vã một cô gái với đủ kiểu tư thế. Nhìn xung quanh giường toàn mấy thứ đồ không mấy lành mạnh, Trần Ly nhìn ra ngay chúng đã chơi đồ. Chúng mãi trong cơn khoái lạc chẳng quan tâm tới sự xuất hiện của cô. Trần Ly cảm thấy chướng mắt. Cô cầm chiếc cốc ngay gần đó, phàn tứ tung. Hai tên bị đánh đột ngột, chúng giận dữ hét lên. Hắn định kéo cô lên cùng hành hạ, nhưng Trần Ly đã nhanh tay, nhanh chân hơn. Xúc thẳng vào mặt tường thằng khi xong đến chỗ cô. Dù cô biết võ, nhưng hai tên này cũng chẳng khác gì giống ngựa đực, đang hưng phấn lại bị cắt ngang, càng làm chúng giận dữ điên tiết, sức lực tăng gấp đôi. Trần Ly chỉ có thể né và đánh vào những chỗ hiểm của chúng. Mất cơ số thời gian, Trần Ly mới có thể hạ gục được hai tên đó. Lúc đi qua người bọn chúng, cô còn đạp mỗi tên một cái để xả giận. Trần Ly chạy thẳng lên giường. Cô đỡ cô gái nằm run rẩy ở trên đó. Khi nãy bước vào, cô đã nhận ra ngay người này. Lưu Kim Tuyền, tiểu thư của Lưu gia. Bây giờ không phải là lúc phán xét sự việc. Trần Ly đi tới giường, nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt Kim Tuyền ra. Cô tìm xung quanh có chiếc chăn hay thứ gì đó sạch sẽ không để quấn người cho Kim Tuyền. Căn phòng thác loạn, chỉ riêng tấm rèm phủ kín cửa sổ vẫn còn nguyên. Trần Ly giật rèm che xuống, tránh hướng giường mà Kim Tuyền đang ngồi. Cô cầm chiếc rèm đó quấn quanh người Kim Tuyền. Kim Tuyền ngồi trên giường thẫn thờ nãy giờ. Lúc này con người mới di chuyển, nhìn sang Trần Ly, nhếch nhác hỏi: có phải mày rất vui khi thấy tao rơi vào hoàn cảnh như này không? Cô đang diễn hài sao? Trần Ly lạnh lùng hỏi lại. Không diễn hài mà bác tôi thấy vui. Nhảm nhí. Kim Tuyền cúi cặp mặt xuống,
Một lát sau khi thấy Trần Ly định quay lưng rời đi, bàn tay cô ta đưa ra cõi chăn, kéo lấy góc áo của Trần Ly. Cô đừng đi. Tạm thời tôi sẽ không đi. Trần Ly hiểu cho tình cảnh của Kim Tuyền bây giờ. Dù hai người không ưa nhau nhưng cũng là con gái, Trần Ly chưa bao giờ mong muốn chuyện tồi tệ này sẽ xảy ra với Kim Tuyền. Cô lại xuống giường cạnh Kim Tuyền, trong lòng vẫn mong ngóng cảnh sát đến bao vây đám bên ngoài thật nhanh trước khi chúng tìm được chìa khóa vào trong. Trong đây có ba người, cô đã tốn không ít sức lực mới hạ gục được, nhưng đám vệ sĩ cao to ngoài kia thì cô chưa chắc có thể đánh lại nổi. Đang mông lung suy nghĩ, đột nhiên Kim Tuyền hét lên kéo lại suy nghĩ của Trần Ly. Lúc cô quay lại, Kim Tuyền chỉ tay vào cúc áo trước ngực cô hỏi. Thứ gì đây? Tại sao nó nháy đỏ? Thứ mà Kim Tuyền chỉ vào là camera giấu kín của Trần Ly. Cô không ngờ được trong căn phòng này lắp đặt thiết bị dò camera giấu kín, khi nãy bên ngoài nó không nháy đỏ như thế. Trần Ly vội che đi cúc áo của mình, nhưng Kim Tuyền đã giành tay cô ra. Cô đến để lấy thông tin về bài viết đúng không? Nghĩa là tất cả những gì ghi lại trong đây sẽ bị tung lên mạng xã hội. Kim Tuyền hoảng loạn giật áo của Trần Ly thật mạnh. Cô ta hét lên, điên cuồng muốn giật đứt chiếc cúc áo giấu camera của Trần Ly và tiêu hủy nó. May mắn tại Trần Ly đã nhanh tay giật nó ra trước và giấu vào trong túi quần. Cô cố gắng trấn an Kim Tuyền. Cô bình tĩnh lại đi. Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào? Kim Tuyền hét lên đầy thảm thương. Nước mắt cô ta bắt đầu ứa ra từ khóe mắt, tưởng chừng như đã khô cạn. Đối diện với dáng vẻ đau khổ của Kim Tuyền, Trần Ly mũi lòng thương cô gái này. Ai rơi vào hoàn cảnh này cũng có thể chấp nhận sự thật. Trần Ly giữ chặt lấy hai vai của Kim Tuyền để kiềm chế những hành động quá khích của cô ta. Chờ để khi Kim Tuyền yên tĩnh trở lại, Trần Ly mới nói. Mục đích của tôi là lấy tin tức về đám cậu ấm cô chiều ngoài kia. Việc của cô là ngoài ý muốn, tôi chắc chắn sẽ không đăng hình ảnh của cô lên. Làm sao tôi có thể tin tưởng cô chứ? Sao Kim Tuyền có thể tin tưởng người mình đã từng gây chuyện? Trần Ly chân thành đáp. Tôi lấy danh dự và đạo đức của mình ra để hứa với cô. Nếu tôi có đăng tin hay bất cứ hình ảnh nào liên quan tới cô, tôi không xứng làm người nữa. Kim Tuyền trân trân mắt nhìn Trần Ly một lúc. Trong lòng nước mắt ngưng động, cô ta chỉ biết cười khổ. Tôi còn cách nào khác ngoài tin cô sao? Hai người ở lại trong phòng không lâu sau, cảnh sát đã phá cửa phòng bước vào. Trần Ly đứng dậy, chủ động giải trình sự việc. Nhưng vì hôm nay cô không mang theo thẻ ngành nên vẫn bị áp giải về đồn cảnh sát. Còn Kim Tuyền thì được phía cảnh sát đưa tới bệnh viện. Trước khi rời đi, Kim Tuyền vẫn ngoái đầu lại nói với Trần Ly. Tôi tin tưởng nhân cách của cô. Trần Ly gật đầu chắc nịch. Đêm hôm đó, Trần Ly ngồi lại ở sở cảnh sát để lấy lời khai, vì cô có liên quan tới vụ việc ba người đàn ông bị thương nặng trong phòng. Trần Ly cảm nhận rõ phía gia đình của mấy tên bị cô đánh đã sử dụng quan hệ và quyền lực của mình để gây khó dễ cho cô. Vốn dĩ việc lấy lời khai của cô đâu nhất thiết phải nhốt mãi cô trong phòng lấy khẩu cung mà không thấy cảnh sát nào tới. Chị Tuyết Mạng và Cường đã mang thẻ ngành và nhờ vả bạn bè để bảo lãnh cô ra nhưng đều vô ích. Có vẻ lần này Trần Ly đã động tới nhầm người. Với hoàn cảnh của cô hiện tại, người có thể cứu cô ra chỉ có thể là chồng cô, nhưng bây giờ anh không có ở trong nước. Trợ lý Dương cũng cùng anh đi, vậy là không một ai biết tình hình của cô hiện tại. Trần Ly thở dài mệt mỏi, xem ra lần này cô đã quá đen đuổi. Đang lúc thất vọng tràn trề thì cửa phòng lấy khẩu cung đột nhiên mở ra. Trần Ly ngước lên nhìn. Người bước vào là giám đốc sở cảnh sát, cô đã từng thấy người này trên các mặt báo. Trần Ly run bần bật, tội cô đâu có to tới nỗi phiền giám đốc sở cảnh sát đến lấy lời khai. Cũng lắm là chỉ gây thương tích cho người khác thôi. Thật may, sự việc không như cô tưởng. Cô Trần Ly, cô có thể ra vậy? Giám đốc sở cảnh sát điềm tĩnh thông báo. Cô còn tưởng mình nghe nhầm, mắt chữ A mồm chữ O, nhìn giám đốc sở cảnh sát. Ông ấy hắng giọng một lần nữa rồi nhắc lại. Trần Ly mới giật mình đứng lên, lắp bắp nói. Tôi được về thật sao? Đúng rồi, cô được về rồi, người nhà cô đang chờ cô bên ngoài.
Sau đó, Trần Lý nối gót theo giám đốc sở cảnh sát, rời khỏi phòng. Trên đường ra ngoài, cô mãi không nghĩ ra. Người nhà đến đón cô là ai? Bố cô sao? Hay là Hà Linh, người em cùng cha khác mẹ với cô? Càng nghĩ càng thấy không đúng. Dạo gần đây, cô chẳng liên lạc gì với họ. Cô cứ như cắt đứt toàn bộ liên quan. Ra đến nơi, người cô không bao giờ nghĩ tới, lại tới đây để bảo lãnh cô ra. Bảo sao đích thân giám đốc sở cảnh sát lại đưa cô ra. Thân phận người đến đón cô không phải tầm thường. Còn không mau ra đây. Trong lúc Trần Ly đang hoảng hốt, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, thì tiếng gọi của người đó lại kéo tâm trí cô. Cô bẽn lẽn đi tới đứng cạnh, cúi đầu chào. Con chào mẹ. Người đến tận sở cảnh sát bảo lãnh cho cô, không ai khác là mẹ chồng của cô. Bên cảnh sát cho Trần Ly kiểm tra lại đồ cá nhân trước khi vào phòng lấy lời khai và trao trả lại cho cô. Sau đó, cô cùng với bà Duệ Tâm lên xe, ra về. Ngồi trên xe, thỉnh thoảng Trần Ly lén nhìn sang mẹ chồng. Bà Duệ Tâm vẫn giữ một nét lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, không rõ bà đang suy nghĩ điều gì. Trần Ly thầm than thân trách vận. Trước đây, mẹ chồng không yêu quý cô cho lắm. Bây giờ lại còn phải đi bảo lãnh cô ra khỏi sở cảnh sát. Chắc chắn cô sẽ âm điểm trong mắt bà ấy. Từ ngày mối quan hệ của Trần Ly và Lâm Phong tiến triển, hàng đêm cô đều nghĩ cách làm sao để lấy lòng mẹ chồng, bù đắp lại những nhược điểm trong mắt cô. Giờ thì hay rồi, chưa bù đắp được gì mà cô đã bị thêm điểm trừ. Đừng nhìn tôi nữa, gọi cho thằng Phong đi. Bà Duệ Tâm nhắm mắt nhưng vẫn nhắc nhở cô. Đột nhiên bị nhắc tới, Trần Ly lúng túng như bị bắt tài trần khi làm chuyện xấu. Dạ, con xin phép gọi cho chồng con. Trần Ly cầm điện thoại của mình lên, bật máy mà màn hình vẫn cứ tối om. Thôi xong, sao điện thoại hết pin lúc nãy cơ chứ? Cô gượng cười nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, con nghỉ lát về nhà con gọi cho chồng con cũng được. Gọi luôn đi, không thôi nó lại lo. Mẹ chồng cô nghiêm khắc nhắc nhở. Trần Ly méo máu đành phải thành thật nói. Dạ mẹ ơi, điện thoại con hết pin rồi. Lần này Duệ Tâm buộc phải mở mắt nhìn cô. Trong mắt bà biểu lộ rõ sự chán ghét. Tôi mệt mỏi với cô thật đấy. Chẳng hiểu cô được điểm gì mà con trai tôi lại nhìn trúng cô. Nói vậy nhưng bà Duệ Tâm vẫn đưa điện thoại của mình cho Trần Ly. Cô liền đưa hai tay ra nhận lấy, ríu rít cảm ơn, rồi bấm nút gọi cho Lâm Phong. Đầu dây bên kia vừa nghe máy thì liền hỏi. Em đã ra ngoài an toàn rồi chứ? Em ổn, bây giờ em đang cùng mẹ trở về nhà. Thời gian tới ở nhà mẹ đi. Nhà của mẹ là khu phụ, bên cạnh biệt thự của ông bà ngoại. Em ở đó sẽ an toàn hơn. Trần Ly nhìn sang mẹ chồng. Vừa nãy cô biết ý, mở loa ngoài để mẹ chồng còn nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Phong. Nghe anh nói như vậy, mẹ không có phản ứng. Xem ra anh đã bàn bạc trước với mẹ. Vâng, em biết rồi. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Phong tiếp tục nhắc nhở. Lần này em đã gây chuyện lớn. Cho đến ngày anh về không được phép đăng một bài báo nào liên quan tới vụ việc hôm nay. Lâm Phong, chuyện này em không quản được. Hơn nữa cảnh sát đã vào cuộc. Bên em chỉ nhận trách nhiệm đưa tin thôi. Trần Ly cố gắng giải thích. Em có chắc những tin tức trong tay em chỉ đơn giản là đưa tin? Lâm Phong nghiêm nghị hỏi. Sự nghiêm túc của anh làm cho Trần Ly hiểu rằng vải thừa không che được mắt thánh. Những việc cô làm anh đã nắm rõ trong tay. Những tin tức cô lấy được chưa chắc được duyệt kiểm tra để đăng lên báo chính thống, vì nó bóc trần sự thật về đám con nhà giàu. Có thể phần này sẽ được đẩy sang phòng ban khác. Ly, làm người phải biết tiến biết lùi. Em có tấm lòng chính nghĩa, nhưng có những việc không được nhúng tay vào. Nếu bên nhà đài vẫn muốn đăng thì để họ giao tin tức này sang người khác. Em đừng nhúng tay vào, nghe chưa? Nghe ra sự hề trọng trong vấn đề, Trần Ly nào dám chểnh mảng. Cô sẽ nghe lời Lâm Phong. Trước khi cúp máy, Lâm Phong không quên nhắc nhở Trần Ly. Từ nay đến lúc tôi về, em đừng gây thêm chuyện gì nữa. Em sẽ không... Dường như không thể tin tưởng vợ mình, Lâm Phong thẳng thắn nhờ mẹ. Mẹ để ý vợ con giúp con nhé mẹ.
Bà Duệ Tâm đang chuyên tâm ngồi nghe câu chuyện, đột nhiên bị nhắc tới có chút giật mình. Bà sẵn giọng nói. Mẹ chịu, vợ mày thì mày tự về quản đi, nó nghịch như quỷ, mẹ mày lo còn không nổi. Nghe giọng mẹ có vẻ hờn dỗi hơn là trách móc, Lâm Phong ở đầu dây bên kia cũng yên tâm, chào tạm biệt mẹ và vợ rồi tắt máy. Cuộc gọi kết thúc, Trần Ly trả lại mấy điện thoại cho mẹ chồng. Cô yên lặng ngồi nhìn mẹ, một lúc sau mới dám lên tiếng. Mẹ ơi, chuyện hôm nay con cảm ơn mẹ đã đến bảo lãnh con ra. Bà Duệ Tâm hừ lạnh một cái. Chỉ cần cô không gây chuyện nữa, tôi đã cảm thấy biết ơn cô lắm. Thằng chồng của cô nửa đêm nửa hôm bắt thân già này đến đồn cảnh sát để chuộc cô ra. Đúng là quá mệt mỏi. Dạ mẹ, sau chuyện này con sẽ chú ý hơn. Trần Ly biết mình gây ra đại sự nên chỉ dám im lặng nhận lỗi. Xe riêng của bà Duệ Tâm đưa mẹ chồng con dâu về nhà của bà ấy. Trần Ly chưa có cơ hội đến đây, chỉ được vào biệt phủ phía trước. Khu nhà của bà Duệ Tâm nằm ở phía sau, xung quanh trồng rất nhiều hoa, có những cây leo cao đến cả cửa sổ. Nhìn bên ngoài nơi đây giống một tòa lâu đài cổ kính. Thấy Trần Ly cứ ngờ ngác, bà Duệ Tâm đi qua nhắc nhở cô. Vào trong đi. Sau đó bà cất bước đi vào nhà trước, Trần Ly nhanh chóng chạy theo phía sau. Vào trong nhà, bà Duệ Tâm bảo quản gia dẫn Trần Ly lên phòng ngủ trước đây của Lâm Phong. Cô nghe lời đi theo bác quản gia đó. Đến cửa phòng ngủ, bác quản gia đưa chìa khóa phòng cho Trần Ly. Thời gian tới thiếu phu nhân cứ ngủ ở đây. Phu nhân dặn dò đưa chìa khóa phòng cho cô. Phòng này tùy cô sử dụng. Trần Ly nhanh chóng nhận lấy chìa khóa và nói lời cảm ơn rồi đi vào phòng nghỉ ngơi. Căn phòng này không quá khác biệt so với phòng của Lâm Phong ở căn nhà riêng của anh. Nó mang dáng vẻ đơn sơ và tối giản nhất, nhưng lại có một điểm khác biệt làm cô chú ý. Đó là một kệ sách trưng bày những mô hình mini của các siêu anh hùng Marvel. Không ngờ người như Lâm Phong cũng thích những thứ đó. Phòng ngủ trước đây của Lâm Phong vẫn tươm tất, gọn gàng, quần áo ngủ và tây trang của anh vẫn đầy đủ. Xem ra mẹ anh luôn cho người dọn dẹp căn phòng này rất cẩn thận, để bất cứ khi nào anh đến đều có thể nghỉ ngơi. Vì vậy Trần Ly có thể chọn tạm một chiếc áo sơ mi của anh làm bộ đồ ngủ cho thoải mái. Cứ tưởng cô là phòng không thể ngủ, ai ngờ sáng hôm sau cô ngủ đến tận 10 giờ rưỡi trưa. Khi người làm lên gọi, Trần Ly mới thức giấc. Nhìn đồng hồ, Trần Ly hốt hoảng bật dậy, phi thẳng vào nhà vệ sinh. Trong lúc cô đang lúng túng không có quần áo để mặc đi xuống, gặp mẹ chồng thì người làm đã gõ cửa. Thiếu phu nhân, chúng tôi để quần áo mới của cô ở ngoài cửa. Tiểu thư dặn cô thay quần áo và xuống nhà dùng bữa trưa. À, được, tôi cảm ơn. Sau khi nghe bước chân của người làm đi xa, Trần Ly mới ngó đầu ra ngoài lấy quần áo. Cô nhanh chóng mặc quần áo rồi nhanh chóng đi xuống ăn sáng. Ăn trưa với mẹ chồng chứ. Mẹ chồng nói như vậy, còn gì đau khổ hơn. Cứ như làm điều sai trái, Trần Ly rón rén chào mẹ chồng, chờ đến khi bà cho phép ngồi vào bàn ăn. Sắc mặt của bà Duệ Tâm không tốt. Bà vừa ăn vừa đọc báo, chuyên tâm vào chuyện của mình, cứ như Trần Ly là người vô hình. Chính bản thân cô cũng mong mình tàn hình ở đây. Thế nên Trần Ly ăn uống hết sức nhẹ nhàng, không dám tạo ra tiếng động mạnh. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, bà Duệ Tâm lau miệng rồi mới nhìn sang con dâu. Đúng lúc này cô vừa xúc cơm thịt lên miệng nhai, bị mẹ chồng nhìn thì đột ngột cô sặc cơm ho liên tục. Bà Duệ Tâm nhíu mày, đẩy cốc nước cho cô uống tạm. Sau khi Trần Ly dứt cơn ho, bà mới nói. Tôi đã làm gì đâu mà cô sặc cơm. Để thằng con tôi thấy cảnh này, nó lại nghĩ tôi bắt nạt cô. Trần Ly lắc đầu nguậy nguậy. Dạ không phải đâu mẹ ơi, là do con ăn uống không để ý. Bà Duệ Tâm thở dài tựa lưng vào sau ghế, một lúc sau bà mới hỏi. Dự định ngày hôm nay của cô là gì? Mẹ à, liệu con có thể đi làm được không? Tình hình rất gấp, những tin tức quan trọng con lấy được tối qua, phải nộp lên trưởng phòng ngay. Mẹ cho con đến công ty đi, chiều nay con sẽ về nhà đúng giờ. Giọng nói của Trần Ly có chút nhẹ nhàng, như đang năn nỉ, lấy lòng mẹ chồng. Bà Duệ Tâm chỉ lạnh lùng đáp. Tôi đâu có quyền cấm cản cô đi làm chứ.
Mẹ nói vậy nghĩa là mẹ đồng ý rồi đúng không? Cô cảm ơn mẹ nhiều. Cho cô đi làm cũng tốt. Ở nhà mà cô gây chuyện thì người mệt là tôi. Trần Ly nhoẻn miệng cười toe toét, liên tục nói lời cảm ơn. Bà Duệ Tâm thấy dáng vẻ ngây ngốc, chẳng có chút dáng vẻ tiểu thư quầy cát, bà lại thở dài. Nhưng lần này bà không quá ghét bỏ điệu bộ của Trần Ly. Bà dần nhận ra những biểu cảm của cô không hề giả tạo như bà vẫn nghĩ. Trần Ly đã nghỉ sáng nên coi như mất nửa ngày phép. 1:30 chiều cô mới đến đài truyền hình. Trước đó, cô ngồi ở nhà xem tivi cùng mẹ chồng và ăn tráng miệng sau bữa trưa. Thỉnh thoảng cô đề phòng lén nhìn sang bà Duệ Tâm. Có chuyện gì sao? Bà Duệ Tâm chợt hỏi. Trần Ly nhanh chóng nuốt miếng táo xuống và bảo. Mẹ ơi, con có một thắc mắc. Nãy giờ cô nhiều thắc mắc quá đấy. Con muốn hiểu hơn về mẹ tôi à? Hỏi mau lên, sắp tới giờ nghỉ trưa của tôi. Bà Duệ Tâm ra vẻ là thế, nhưng vẫn ngồi lại nghe câu nói của Trần Ly. Con thấy bác quản gia đi theo gọi mẹ là phu nhân, còn những người khác gọi mẹ là tiểu thư, tại sao lại có sự khác biệt như vậy? Không ngờ cô cũng để ý đấy. Bà Duệ Tâm dừng một lát mới trả lời tiếp. Quản gia là người của Lâm gia. Sau khi chồng tôi mất, bà ấy theo tôi về đây. Thế nên theo đúng vài vế, bà ấy gọi tôi là phu nhân. Còn những người khác đều là người của Nam Đường. Khi về Nam Đường tôi vẫn là Tam tiểu thư. Nghe xong, Trần Ly gật gù như đã hiểu ra. Hóa ra bác quản gia là người theo mẹ chồng cô từ nhà nội của Lâm Phong về đây. Thực ra cô còn rất nhiều thắc mắc về Lâm gia. Nhưng mẹ chồng vừa mới nhẹ nhàng với cô một chút, cô không nên tận dụng cơ hội mà hỏi bà quá nhiều thứ. Giải đáp thắc mắc của Trần Ly xong, bà Duệ Tâm liền đứng dậy khi bà định đi lên gác nghỉ ngơi. Đột nhiên Trần Ly liền nhớ ra điều gì đó, vội vàng chạy theo mẹ chồng. Mẹ ơi, con có điều này đắn đo mãi, không biết có nên nói với mẹ hay không? Bà Duệ Tâm phất tay. Nếu đã đắn đo thì đừng nói. Nói xong, bà bước lên cầu thang. Nhưng Trần Ly nắm lấy tay mẹ chồng. Đó là suy nghĩ trước đây, còn bây giờ con nghĩ mình nên nói với mẹ. Trần Ly kéo tay mẹ chồng trở lại phòng khách. Cô mở laptop lên, mở đoạn video hôm qua mình liều mạng lấy được. Đêm qua trước khi đi ngủ, cô đã copy nó sang laptop và cũng đã xem qua. Vô tình cô nhận ra một người. Đoạn video không mấy lành mạnh nên Trần Ly tua đến đoạn quan trọng. Cô chỉ tay vào người đàn ông đùng đưa thứ gì đó trắng trắng vào miệng. Trông giống như mấy viên kẹo, nhưng thực chất không phải. Mẹ, đây là Lâm Khang. Bà Duệ Tâm nhìn thật kỹ, sau đó nhếch môi. Tôi nhận ra, nếu tính theo vai vế, nó là cháu đích tôn của Lâm gia, anh họ của Lâm Phong. Nói đoạn, bà Duệ Tâm quay sang hỏi. Hành động của cô có mục đích gì đấy? Con muốn hỏi để biết còn tránh. Dù sao đó là người bên nội của Lâm Phong, con cũng không nên để mẹ và chồng con khó xử. Đoạn video này hiện tại vẫn nằm trong tay con. Nếu cần thiết, con có thể xóa một vài đoạn trước khi nộp lên. Khỏi cần. Bà Duệ Tâm sẵn giọng nói. Cô cứ nộp lên hết đi. Dù sao đài truyền hình của cô sẽ lựa tình thế mà đăng bài thôi. Con cũng không chắc nữa. Có thể phòng ban thời sự của con không đăng tin này, nhưng phòng ban khác sẽ nhận đăng, đặc biệt là phòng tin tức về giới thượng lưu. Con nghe chồng con nói người chống lưng cho phòng ban đó rất to. Trần Liên nghiêm túc nói ra suy nghĩ của bản thân, còn bà Duệ Tâm thì lắc đầu nén tiếng cười. Người chống lưng to tới đâu, nhưng hành động động đến hai gia tộc là Nam Đường và Lâm gia, những người đó muốn thất nghiệp tại thành phố S rồi. Trước đó, phòng ban tin tức giới thượng lưu đã đưa tin về Lâm Phong. Sau đó cũng chỉ bị Nam Đường cảnh cáo thôi mẹ à. Nói cô ngây thơ đúng là không sai. Mấy tin tức đó chỉ mang tính chất mới lạ, không liên quan tới lợi ích gia tộc Nam Đường, nên Lâm Phong chỉ cảnh cáo một chút. Hơn nữa, những bức ảnh đó là do cô đưa ra. Lẽ nào Nam Đường lại truy cứu? Nhắc tới chuyện cũ, Trần Ly tự trách trong lòng. Hóa ra mẹ chồng vẫn không biết cô là người đăng tin. Tốt nhất, đẩy chuyện này đi xa. Cô không nên tự cầm đá đập vào chân mình thêm nữa. Mẹ, vậy con cứ nộp cả video sao ạ?
Đúng, cứ nộp đi. Phòng ban tin tức về giới thượng lưu, đăng được thì càng tốt. Phải để cho lão già Lâm gia tận mắt chứng kiến thằng cháu đích tôn của mình thất bại như thế nào. Nghe mẹ chồng nói, từ giọng điệu của bà Trần Liên nghe ra, bà không hề có cảm tình với Lâm gia. Cô đùa theo bà một câu: hay là con đăng tin này xả giận giúp mẹ nha. Bà Duệ Tâm nghe vậy liền phẩy tay: dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi. Cô gây chuyện thì người dọn dẹp lại là thằng Phong, đừng có tạo thêm công ăn việc làm cho nó nữa. Trần Ly khúc khích cười. Lần này bà Duệ Tâm đứng dậy rời đi. Cô không ngăn cản, vì chuyện cần nói cũng đã nói xong. Nhưng mới đi được vài bước, bà liền quay lại hỏi: nghe nói Lưu Kim Tuyền cũng có mặt ở đó. Trần Ly giật mình khi nghe mẹ chồng nhắc tới cái tên đó. Cô thành thật trả lời: dạ vâng, nhưng cô ấy là người bị hại. Trong video cô quay được, có hình ảnh của nó không? Bà Duệ Tâm hỏi câu này nghĩa là bà đã nắm rõ chuyện gì đó xảy ra với Lưu Kim Tuyền. Dạ có thưa mẹ. Bà Duệ Tâm chỉ gật đầu xác nhận thông tin rồi quay lưng bước lên gác. Nhưng vì không hiểu mong muốn hay ý định thực sự của bà là gì sau hai câu hỏi khi nãy, Trần Ly bước lên theo mẹ chồng. Cô hỏi: mẹ có thể cho con xin chút ý kiến về việc xử lý chuyện của Lưu Kim Tuyền không? Bước chân của bà Duệ Tâm dừng lại, bà quay sang nói với con dâu: cô không cần phải thăm dò suy nghĩ của tôi. Mặc dù trước đây tôi rất mong muốn Lưu Kim Tuyền trở thành vợ của thằng Phong, nhưng kể từ lúc cô và Phong kết hôn, tôi đã không qua lại nhiều với Kim Tuyền nữa. Tôi không thể nối giáo hoặc là phá hoại hôn nhân của con trai. Được chính mẹ chồng xác nhận chuyện đó, Trần Ly cảm thấy vui. Trước đây cô luôn sợ mình không thể bằng người con dâu mà bà Duệ Tâm đã chọn cho Lâm Phong, nên sẽ khó xử với chuyện của Lưu Kim Tuyền. Nhưng bây giờ đã khác, cô biết tấm lòng của mẹ chồng nên cũng rất yên tâm. Trần Ly nhoẻn cười: mẹ, con không có ý thăm dò mẹ. Con chỉ muốn biết mẹ có giải quyết chuyện của Lưu Kim Tuyền thế nào thôi. Đây là việc của cô, tùy cô quyết. Dù cô có quyết định như thế nào, tôi cũng không có quyền can thiệp hay trách móc. Nói xong, bà đi thẳng lên gác. Bà mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Từ hôm qua tới giờ, mẹ của Lưu Kim Tuyền liên tục gọi nhờ bà giúp đỡ ở phía Trần Ly, nhưng bà ậm ừ không đồng ý ngay lập tức. Công việc của Trần Ly, sao bà có thể ý mình là mẹ chồng mà can thiệp vào? Hơn nữa, nếu bà ra mặt giúp đỡ, sẽ khiến cho nhiều gia tộc lớn bé khác hiểu nhầm ý tốt của bà thành sự ưu ái dành cho Lưu Kim Tuyền thay vì con dâu hiện tại. Đầu giờ chiều, Trần Ly đến cơ quan, bàn giao lại video hôm qua cho tổ trưởng Tuyết Mạng. Cùng lúc đó, chị ấy nhắc cô vào phòng gặp tổng biên tập. Vừa bước vào phòng, tổng biên tập Cảnh đã mời cô ngồi xuống và cúi xuống lạy cô. Hành động của sếp làm cho Trần Ly giật mình đứng dậy. Tổng biên tập, anh làm như vậy tôi tổn thọ mất. Những việc cô làm còn khiến tôi tổn thọ hơn. Trần Ly biết tổng biên tập Cảnh đang nhắc tới chuyện gì. Cô chỉ biết cười trừ cho có lệ, chứ sao cãi nổi trong tình huống này. Tôi nói cô nghe, vì hành động hấp tấp của cô tối qua, Tuyết Mạng đã bị gọi ra kỷ luật và trừ lương tháng này đấy. Chuyện này liên quan gì tới chị ấy? Có phạt thì phạt tôi chứ. Không hướng dẫn và chỉ đạo được nhân viên cũng là một cái tội. Trần Ly buồn rầu thở dài. Tất cả là do cô ham tin tức độc quyền nên gây họa cho chị Tuyết Mạng. Nếu không có Lâm Phong phía sau, xem chừng cô không dễ dàng tránh nạn như thế. Nhớ tới chuyện này, Trần Ly liền hỏi: hôm qua sao chồng tôi biết chuyện thế? Tôi đã báo cho Lâm Tam Thiếu. Sau khi Tuyết Mạng và Cường đến đồn cảnh sát không bảo lãnh cô ra, họ đã gọi cho tôi và lập tức báo cho chồng cô. Để cô ngồi trong đó cả đêm mà không báo cho Lâm Tam Thiếu, chỉ sợ ngày anh ta về nước là ngày giỗ của tôi thôi. Trần Ly cười gượng: có cần làm lố như vậy không chứ? Vậy những tin tức tôi lấy không dùng đến đúng không? Vẫn dùng. Nghe tới đây, Trần Ly chỉ muốn chửi tệ, tránh phạt chị Tuyết Mạng vì không chỉ đạo và hướng dẫn nhân viên cho tốt. Nhưng tin tức béo bở và độc quyền do cô lấy về vẫn dùng triệt để. Đáng lẽ cô và tổ của cô phải được thưởng mới đúng. Nhìn sắc mặt của cô, tổng biên tập Cảnh nhắc nhở: tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng hãy dẹp ngay ý nghĩ đó đi.
cấp trên hạ lệnh thế nào chúng ta cứ thế mà làm theo. Cấp trên định xử lý số tin tức tôi mang về thế nào? Tổng giám đốc Cảnh lấy văn bản chỉ đạo từ trên xuống đưa cho Trần Ly xem. Cô chăm chú lật qua lật lại một lát rồi mới hỏi. Lần này tôi được dẫn tin trên đài truyền hình quốc gia thật sao? Đúng rồi, dù sao cô cũng có công lớn trong việc lấy tin tức. Những tin tức đăng lên đài truyền hình quốc gia do Trần Ly dẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Chủ yếu nhắc đến việc cảnh sát bắt tài trận đám thanh niên sử dụng chất cấm và bắt nạt tập thể. Nhưng không chỉ mặt điểm tên. Đây là giới hạn của tin tức đưa lên truyền hình. Phần tin tức còn lại thì sao? Chưa thấy cấp trên nói gì, nhưng có vẻ sẽ đưa sang phòng ban tin tức về giới thượng lưu. Chỉ bên đó mới dám đăng bài thôi. Trần Ly gật đầu như đã hiểu. Sau khi nhận được văn bản chỉ đạo công việc, cô tạm biệt tổng biên tập và rời đi. Nhưng khi cô chạm tay vào tay nắm cửa, tổng biên tập mới hỏi. Video cô nộp cho Tuyết Mạng đầy đủ hết chứ? Đột nhiên tổng biên tập hỏi như vậy, không phải không có lý do. Trần Ly đóng cửa lại, cô đi tới trước mặt tổng biên tập Cảnh, thành thật báo với anh. Tôi đã cắt đoạn video có Lưu Kim Tuyền. Những hình ảnh đó không mấy tốt đẹp, tôi cũng muốn bảo vệ cô ấy. Giao ra đi. Không được, xin anh hãy tôn trọng quyết định của tôi và tôn trọng cô ấy. Dù chúng ta không trực tiếp đưa tin, nhưng cũng không nên giao ra những thứ đó. Chúng ta đầu thiếu tin tức tới mức sử dụng nỗi đau của một cô gái để thu hút người xem. Trần Ly lập luận chặt chẽ và kiên định với suy nghĩ của bản thân. Cô không thể mềm lòng đối với vấn đề ấy. Điều mà Trần Ly không ngờ tới, cuộc nói chuyện của cô và tổng biên tập Cảnh đã bị người khác nghe thấy. Có người len lén ở cửa khi nghe thấy hết những điều mà cô nói. Đôi mắt người đó lóe lên tia giảo hoạt. Trong giờ nghỉ trưa, Cường đang rầu rĩ xem điện thoại mà cơm trưa bỏ lửng chưa ăn được miếng nào. Đột nhiên có một tin nhắn gửi tới, hẹn cậu ta ra gặp nói chuyện riêng. Ban đầu Cường không thèm để ý, nhưng sau đó người này đột nhiên nhắc tới món nợ mà cậu và mẹ phải gánh sau khi bố mất. Cường bắt đầu đắn đo và cuối cùng quyết định gặp người đó. Ngày hôm sau, trong lúc Tuyết Mạng đang luyện tập phong thái và cách dẫn cho Trần Ly để cô yên tâm trong buổi đưa tin tức tối nay trên đài truyền hình quốc gia, chợt điện thoại cả hai đổ chuông cùng một lúc. Tuyết Mạng và Trần Ly tránh sang một bên để nghe máy. Sau khi nghe xong cuộc gọi đó, mặt ai nấy đều tái xanh. Trần Ly bất ngờ không nói thành tiếng, cứ trần trần nhìn Tuyết Mạng. Còn Tuyết Mạng dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh hơn Trần Ly. Chị ấy ân cần hỏi. Chị tin, em không làm chuyện này. Trần Ly gật đầu đầy xúc động. Chuyện xảy ra vô cùng nghiêm trọng. Có người nào đó đã đột nhập vào laptop của cô, lấy đoạn video của Lưu Kim Tuyền về và đăng bài. Dù là đăng dưới dạng ẩn danh và trên báo lá cải, nhưng ai ai cũng biết người duy nhất có được đoạn video đó chỉ có cô. Nhưng rõ ràng tối hôm qua cô đã xóa nó. Trong thời gian trước đó, cô không hề rời xa máy tính cá nhân dù chỉ một giây. Rốt cuộc là ai đã làm? Sự việc xảy ra rất nhanh. Tổng biên tập gọi báo cho chị Tuyết Mạng. Bài đăng đã được gỡ nhưng tin tức đó đã thu hút sự chú ý của công chúng. Trần Ly cùng với chị Tuyết Mạng bị gọi lên phòng hội đồng khiển trách. Dù nhiều người hóng chuyện nhưng cũng có nhiều người lên án khiển trách hành vi mất nhân tính của đại cô khi dùng nỗi đau của người khác để câu view. Cũng vì thế mà Trần Ly bị cấm phát sóng trên đài 2 tháng. Hiển nhiên việc dẫn tin tức chiều nay cô không thể làm. Tổng biên tập Cảnh nhận lệnh cấp trên, chỉ đạo người khác thay thế Trần Ly. Cảnh trực đứng dậy nói với Tuyết Mạng. Tổ trưởng tổ 2, hãy cử một người khác có năng lực thay thế Trần Ly dẫn tin tức chiều nay. Vâng, tôi sẽ làm ngay. Chị Tuyết Mạng vừa trả lời, liền có một giọng nói khác chen ngang. Tổng biên tập Cảnh, lần này dẫn tin trên đài truyền hình quốc gia, đội 2 vừa làm ra việc thiếu uy tín như thế mà vẫn cho người bên đó dẫn. Người xem sẽ cười chê cho. Người nói là tổ trưởng tổ 1 Thư Lan. Câu nói của chị ta bắt đầu làm lung lay cấp trên. Ông ấy nói với tổng biên tập. Cảnh trực, những lời Thư Lan nói không phải không có lý. Vậy tôi sẽ đổi sang cho đội 1 dẫn. Tổng biên tập Cảnh biết tiếng lùi như thế nào nên liền đáp. Sau một hồi biểu quyết, người được chọn dẫn tin tức chiều nay thay Trần Ly sẽ là Thư Lan. Trần Ly cay cú vô cùng. Dù cô không được dẫn,
đáng lý ra nên thay thế người khác của đội 2 vì tin tức là do đội cô lấy về. Bao nhiêu công sức của cô bị người khác cướp trắng trợn mà không thể làm gì khác. Khi rời khỏi phòng hội đồng, chị Tuyết bàn vỗ vai an ủi Trần Ly. Đúng lúc này Thư Lan quay đi, bật cười nói: Tuyết mạng, em sẽ cố gắng dẫn tin thật tốt, dù sao đây là tin tức quan trọng do đội chị lấy về. Tuyết Mạn khinh thường cách làm việc của Thư Lan. Đối với cô ta đã lâu, Tuyết Mạn cũng ngầm đoán ra được kẻ gây ra cơ sự ngày hôm nay là ai. Tuyết Mạn không nhân nhượng, thẳng thắn cảnh cáo: Người đang làm trời đang nhìn, sớm muộn gì cô cũng sẽ nhận quả báo. Đúng vậy, em luôn làm việc ngay thẳng nên không sợ. Chỉ có nhân viên của chị làm việc xấu xa thôi. Chị ơi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Trần Ly quay sang hỏi ý kiến của Tuyết Mạn. Chị tổ trưởng, chị an ủi: Chuyện này ở đài truyền hình đến đây chấm dứt. Phía cấp trên không xử nữa đâu, chủ yếu là ở phía em. Chỉ sợ người nhà Lưu Gia đến tận nhà em hỏi tội thôi. Sự lo lắng của chị Tuyết Mạn vẫn không phải không có lý do. Và đúng như chị Tuyết Mạn nói, buổi chiều hôm đó về nhà của bà Duệ Tâm, cô đã thấy có người bao vây kín cổng, không thể đi vào cổng chính và cổng phụ. Trần Ly đành phải trèo tường. Khi cô an toàn tiếp đất, vừa quay người lại đã thấy bà ngoại đứng phía sau lưng. Bà chống tay phía sau, cười hiền từ với cô: Đi làm về rồi sao? Dạ, cháu chào bà, cháu vừa đi làm về. Trần Ly bẽn lẽn chào bà cụ Nam. Ở đây vừa an toàn mà cũng nguy hiểm. An toàn vì cô sẽ được Nam Đường bảo vệ, nhưng nguy hiểm ở chỗ khi cô làm chuyện lạ đời, ông bà ngoại sẽ rất dễ nhìn thấy. Đặc biệt trong tình huống vừa rồi, không biết bà ngoại sẽ nghĩ cô như thế nào khi thấy cô trèo tường vào trong nhà. Thế nhưng bà không nhắc gì tới chuyện đó. Theo bà sang nhà chính đi. Dạ. Dạ vâng dì, bảo dì nghe đấy. Bà cụ Nam đưa tay ra ý bảo Trần Ly đỡ tay bà, cùng bà đi vào trong nhà chính. Trên đường về nhà chính, bà cụ Nam mới từ từ giải thích cho Trần Ly hiểu. Vợ chồng Lưu Gia đang mang con gái đến đây để tìm cháu hỏi tội. Mẹ chồng cháu chặn bà tạm thời đưa cháu lánh sang bên này. Trần Ly tròn mắt ngạc nhiên khi nghe điều này từ bà ngoại. Cô biết bà Duệ Tâm đã thay đổi cái nhìn về cô, nhưng không ngờ bà lại ra mặt giúp cô chuyện này, dù chưa có một lời giải thích nào từ cô. Trần Ly bỗng cảm thấy hổ thẹn, việc mình gây ra luôn để cho những người xung quanh phải giải quyết. Không cần lo lắng đâu, mẹ chồng cháu biết cách đuổi họ đi. Bà ngoại à, cháu thấy mình rất có lỗi với mọi người. Vậy nói cho bà biết, bài báo đó có phải cháu đăng không? Trần Ly liền đứng lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giơ tay lên trời xin thề. Bà ơi, cháu xin thề với trời đất, cháu không bao giờ làm những việc ti tiện đó. Được, bà tin cháu. Bà ngoại liền cắt ngang câu nói đó của cô. Bà không cần bất kỳ lời giải thích nào thêm, bởi vì bà tin rằng cô gái do Lâm Phong chọn nhân cách không bao giờ tệ đến vậy. Trần Ly ngồi ở nhà chính trò chuyện với bà cụ Nam. Tầm một tiếng sau, người làm bên nhà phụ sang gọi cô. Cô đứng dậy chào tạm biệt bà ngoại và về gặp mẹ chồng. Về đến nơi, cô thấy mẹ chồng đang chăm chút từng lá từng cây. Trần Ly chạy tới định nói với bà mọi chuyện, nhưng bà liền ngăn cản. Vào nhà tắm gội đi, người cô đầy bụi bẩn. Lúc này Trần Ly mới để ý đến mấy vệt bẩn trên quần áo do lúc nãy trèo tường. Cô gật đầu nghe theo mẹ chồng đi vào trong nhà tắm gội. Cô tính mẫm chắc tìm cơ hội khác để giải thích cho mẹ hiểu. Vừa mới đi được mấy bước, Trần Ly nghe thấy tiếng bà Duệ Tâm nói: Hôm nay tôi cho người làm mua thêm mấy bộ đồ cho cô, xếp ngay ngắn trong tủ rồi đấy, lấy chúng ra mà mặc đi. Nghe được điều này, nước mắt Trần Ly rưng rưng, trực trào như muốn rơi xuống. Cô định chạy lại ôm mẹ chồng một cái, nhưng liền bị bà đưa tay ngăn cản. Cô chỉ có thể đứng đó nói lời cảm ơn. Cô định chạy lại ôm mẹ chồng một cái, liền bị bà đưa tay ra ngăn lại. Cô chỉ có thể đứng đó nói lời cảm ơn mẹ chồng. Sau bữa cơm tối, Trần Ly thành thật nói ra tất cả mọi chuyện xảy ra ở công ty với mẹ chồng. Bà Duệ Tâm không quá ngạc nhiên, điềm tĩnh gật gù nói: Cô bị người khác chơi xấu. Cô cũng nghĩ như vậy. Có cần tôi giúp một tay hay không? Lời đề nghị của mẹ chồng làm cho Trần Ly
như nở hoa trong bụng. Cô lắc đầu ngoài ngoài. Dạ không cần đâu mẹ ơi, con sẽ có cách giải quyết của con. Con chỉ cần mẹ tin tưởng con là được rồi. Bà Duệ Tâm nâng ly trà lên từ từ thưởng thức. Sau đó bà nhìn Trần Ly và nói: mỗi tôi tin tưởng cô thì đâu giải quyết được vấn đề. Người nhà Lưu Gia và Lưu Kim Tuyền hôm nay đến đây nói với tôi, cô đã từng hứa sẽ giấu chuyện này giúp Kim Tuyền, nhưng cô lại lật lọng. Họ có niềm tin vững chắc vào điều ấy. Mẹ, con sẽ cố gắng tìm ra được người hại con ở công ty. Khi có bằng chứng, con sẽ đích thân mang đến Lưu Gia chứng minh sự trong sạch của con. Trần Ly kiên định với suy nghĩ của bản thân. Chỉ tiếc mẹ chồng cô lắc đầu bảo: cô làm như vậy cũng vô dụng thôi. Tại sao chứ ạ? Điều mà Lưu Gia muốn tin chính là cô đã hại con gái họ, chứ không phải sự thật phía sau. Chuyện cũng đã lỡ, không thể cứu vãn được, nên Lưu Gia đã chọn cách đổ lỗi này lên cho Nam Đường, muốn Nam Đường ăn năn hối lỗi, giúp Lưu Gia gây dựng lại tập đoàn trước nguy cơ phá sản. Nghe mẹ chồng phân tích, Trần Ly dường như không tin vào tai mình. Không ngờ được người nhà Lưu Gia lại quan trọng lợi ích gia tộc hơn tâm lý con gái. Đột nhiên Trần Ly lại thấy Lưu Kim Tuyền thật sự đáng thương. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của cô, bà Duệ Tâm như nhìn thấy những gì cô nghĩ. Bà có lòng tốt muốn nhắc nhở: đừng động lòng trắc ẩn bừa bãi. Thứ mà cô nghĩ đáng thương có thể cắn lại cô bất cứ lúc nào đấy. Vậy bây giờ con cần phải làm gì đây ạ? Tập trung vào công việc của mình. Nếu Lưu Gia đến đây tìm, tôi sẽ giúp cô. Nhưng nếu gặp ngoài đường, cô cứ tránh mặt đi. Trốn tránh như vậy không phải cách đâu mẹ ơi. Chờ đến khi Lâm Phong về, nó sẽ giải quyết chuyện này. Trần Ly gật đầu đồng ý với lời căn dặn của mẹ. Đến tối lên giường đi ngủ, Trần Ly nằm kỹ khổ với Lâm Phong. Cô tự nhận mình chẳng phải là người rộng lượng tới mức giấu những chuyện tủi thân ở công ty. Chồng cô có quyền, có tiền, ngại gì cô không dựa dẫm. Sau một hồi lèm bèm, Trần Ly thấy một chiếc đầu vàng ngó vào trong màn hình. Em dâu, em thật khác người. Thế theo anh, giống người là phải như thế nào? Trần Ly cong môi hỏi. Phải giả vờ như không có chuyện gì, không được kể khổ với chồng. Sau đó chồng em mới có công ăn việc làm để đi điều tra về công việc của em. Bây giờ em nói toẹt ra, thằng Phong chỉ cần ngồi yên chỉ tay năm ngón là xong. Nghe Ken dạy mình làm thế nào để giống một cô vợ, Trần Ly không nhìn được cười, cô trực tiếp nói. Tiếc quá, em không phải là người giỏi chịu ấm ức. Ken biểu môi trước câu nói đó của cô. Ngay lập tức, anh ta bị Lâm Phong đẩy sang chỗ khác. Lâm Phong nhìn màn hình, nhắc nhở vợ. Em làm tốt lắm, đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Em biết rồi, khi nào anh về thế? Hai hôm nữa, công việc bên này sắp xong. Dù rất nhớ chồng nhưng Trần Ly không dám mè nhiêu, chỉ gật đầu xác nhận và chúc anh công việc thuận lợi. Đêm hôm đó, Trần Ly không tài nào ngủ nổi vì cô cứ nghĩ mãi về chuyện bài báo sáng nay. Video nộp cho đài truyền hình, cô đã cắt đoạn của Kim Tuyền. Trần Ly đã kiểm tra không dưới 10 lần mới mang đi nộp, chắc chắn không thể có sự nhầm lẫn. Nếu đoạn video của Kim Tuyền bị tuồn ra ngoài, chắc chắn có người đã động vào laptop của cô trước khi cô xóa nó đi trên máy. Trần Ly cố nhớ xem ai đã từng động vào máy tính cá nhân của cô. Dò lại trong đoạn ký ức, Trần Ly chợt bừng tỉnh, nhận ra vấn đề nhưng cô liền lắc đầu phủ nhận. Suy đoán của cô dường như có chỗ không đúng, hoặc có lẽ cô không muốn tin nó là sự thật. Sáng hôm sau, Trần Ly đến cơ quan làm việc với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc. Mặt mũi bơ vợ thiếu sức sống, cô dành cả đêm chỉ để suy nghĩ về chuyện xảy ra ngày hôm qua, mà gần sáng mới chợp mắt được 1-2 tiếng. Không lâu sau đó, Cường vào chỗ ngồi, đặt chiếc bánh mì trước mặt của Trần Ly. Hai người ngồi gần nhau, mỗi tuần chia người mua đồ ăn sáng công bằng. Tuần này đến lượt Cường mua đồ ăn sáng cho hai người. Cậu ta đi tới, hào hứng chào hỏi Trần Ly. Đồ ăn sáng này ngồi dậy ăn đi. Trần Ly nhận chiếc bánh mì từ tay của Cường, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu ta. Laptop của cậu sửa được chưa? Sửa được rồi. Cường gãi đầu ấp úng. Sau đó, cậu ta ngồi xuống ăn bánh mì, nói chuyện bình thường lại với Trần Ly. Cô nhìn Cường liên tục. Có mấy câu Trần Ly hỏi Cường với hy vọng
cậu ta thành thật với mình. Đáng tiếc, đáp án lại khiến cho cô thất vọng. Đắn đo suốt một buổi sáng, lúc dùng cơm trưa xong, Trần Ly ngồi với Tuyết Mạn bàn bạc một số chuyện. Vì việc này liên quan tới sự trong sạch của Trần Ly và cả đội hai, nên Tuyết Mạn lập tức đồng ý. Hai người nhanh chóng dùng xong bữa trưa rồi đến phòng camera, xin phép các anh trực ban cho kiểm tra camera và thời gian Cường mượn laptop của Trần Ly gửi một email quan trọng. Chiều hôm đó, vì cô mãi tập trung vào việc của mình, cũng không muốn xâm phạm đến quyền riêng tư của người khác, nên không một giây nào nhìn sang Cường khi sử dụng máy tính. Nào ngờ đây là kẻ hở để kẻ xấu lợi dụng. Trên camera, chị Tuyết Mạn yêu cầu zoom to chỗ làm việc của Cường vào chiều hôm đó. Cậu ta cứ lắm lét, nhìn ngang nhìn dọc, rồi mới mở thư mục trong laptop của Trần Ly và gửi video đó sang mấy cậu ta. Xem tới đây cũng đủ hiểu toàn bộ sự việc. Chị Tuyết Mạn quay sang nói với Trần Ly. Chị sẽ nhờ phòng ban, quản lý các đoạn này ra rồi nộp lên cấp trên, xử phạt Cường. Trần Ly vô cùng thất vọng vì cậu bạn đồng nghiệp. Hai người vào công ty cùng lúc là cộng tác trong mỗi chuyến hành trình đi lấy tin tức. Cô vẫn không thể nào tin vào mắt chuyện mà Cường đã làm. Trần Ly yên lặng một lúc rồi nói tiếp. Chị để em suy nghĩ một lát. Còn gì để suy nghĩ nữa chứ? Chị biết em tiếc tình đồng nghiệp tốt đẹp với Cường. Nhưng khi cậu ta làm như vậy, cậu ta có nghĩ tới em và đội hai hay không? Chị Tuyết Mạn bình tĩnh khuyên giải cho cô hiểu. Hai người đang đến một góc riêng. Trần Ly không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của chị Tuyết Mạn, vì bây giờ cô đang rất rối. Dường như chị ấy cũng đã hiểu cho những khó khăn của cô, nên chị kiên nhẫn chờ đợi thay vì tiếp tục dồn ép Trần Ly đưa ra đáp án. Sau hơn 30 phút đắn đo, Trần Ly ngẩng đầu lên nói với chị Tuyết Mạn. Chị có nghĩ chuyện này do có người khác sai khiến Cường hay không? Có, bản chất của Cường không xấu xa. Chắc chắn là cậu ấy bị người khác dẫn dụ làm chuyện xấu. Thế nên em không muốn làm to chuyện này. Em muốn nói chuyện với cậu ta trước, hy vọng Cường hối lỗi và cho em biết người đứng sau là ai. Chị Tuyết Mạn không đồng tình với quan điểm của Trần Ly. Người tốt đến đâu, khi làm sai người ta cũng chưa chắc chịu nhận lỗi về mình. Hơn nữa, sau việc làm của Cường, cậu ta không còn đủ tín nhiệm để ở lại đội hai nữa. Là một người trưởng nhóm, chị Tuyết Mạn thực sự không yên tâm khi để một người từng làm việc, hai đồng đội ở bên cạnh. Trần Ly hiểu cho suy nghĩ của chị, nhưng cô vẫn muốn cho Cường một cơ hội để nhận sai. Chuyện lần này, chị làm theo ý em được không? Nếu có bất kỳ vấn đề gì, em xin nhận toàn bộ trách nhiệm. Cuối cùng, chị ấy cũng đã đồng ý với cô. Cuối buổi chiều hôm đó, Trần Ly hẹn Cường đi ăn. Hai người nói chuyện vui vẻ, toàn chuyện trên trời dưới đất. Sau bữa tối, hai người vào quán nước ngồi chơi. Lúc này Trần Ly mới lên tiếng hỏi. Cường, cậu đã bao giờ làm việc sai trái với người khác khi đã đối xử tốt với cậu chưa? Bàn tay cầm ly nước của Cường khựng lại mất mấy giây. Cậu ta không ngẩng lên nhìn Trần Ly, cứ cúi gằm mặt xuống, nhìn cốc nước của mình và ậm ừ trả lời. Tôi chưa từng. Tôi đã từng. Cường giật mình khi Trần Ly thẳng thắn thú nhận việc mình đã từng làm sai. Thế mà cô chỉ bật cười và nói. Sống ở trên đời này, có ai là không phạm phải sai lầm cơ chứ? Tôi đâu phải thánh nhân mà cậu bất ngờ như vậy. Dường như câu nói của Trần Ly đã kích Cường rất nhiều. Cậu ta cứ ngồi đó nghe những điều cô kể. Lặng đi một lúc, Cường hỏi. Nếu cậu phạm phải một sai lầm lớn không thể tha thứ được thì sao? Đối với tôi, ngoài trừ phạm pháp ra, không điều gì là tôi không thể bao dung. Chỉ cần có lý do. Giây phút đó, Trần Ly hy vọng Cường có thể can đảm nói hết ra tất cả cho cô. Nhưng cho đến lúc ra về, cậu ta vẫn chọn im lặng. Hai ngày sau đó đi làm, Trần Ly vẫn tập trung vào công việc của mình như mọi khi. Tối về nhà ăn cơm với mẹ chồng và gọi điện video cho chồng. Chẳng biết Lâm Phong lần này đi có chuyện gì mà chuyến công tác cứ kéo dài đột ngột. Ở nhà cô cũng động viên anh, không cần gấp gáp. Dù trong lòng cô vẫn muốn anh về thật nhanh. Mấy ngày nay tâm trạng của Trần Ly rất nặng nề sau sự việc xảy ra. Một phần vì Cường vẫn im lặng, phần nữa vì Lưu Kim Tuyền đến tận đài truyền hình tìm cô sau giờ tan làm.
Dù giải thích thế nào, Kim Tuyền vẫn khăng khăng cho rằng Trần Ly muốn hại mình. Lưu Gia cũng thế, ngày nào cũng gây chuyện trước cổng Nam Đường. Và một lý do nữa khiến cô không vui chính là thái độ của Thư Lan. Trước đây chị ta đối đầu với chị Tuyết Mạng thì đã không vừa mắt Trần Ly. Từ ngày giật được nhiệm vụ vinh dự kia, chị ta càng vênh váo ra vẻ ta đây. Thỉnh thoảng đi qua, chị ta lại chọc ngoáy cho cô vài câu. Giả dụ như hiện giờ Trần Ly vô tình gặp Thư Lan trong quán cà phê, cô không muốn để tâm tới người đó, chỉ tập trung vào cốc cà phê của mình. Nhưng Thư Lan lại cố tình bắt chuyện với cô. Nghe nói chiều qua Lưu Tiểu Thư đến tận đài truyền hình gặp cô hỏi tội sao? Thông tin của chị cũng nhanh thật đấy. Trần Ly vừa tập trung pha cà phê vừa trả lời, tuyệt nhiên không nhìn sang chị ta. Tôi chỉ lo lắng cho hình ảnh của đài truyền hình bị cô làm ảnh hưởng thôi. Vì tư lợi cá nhân mà làm những chuyện bẩn thỉu, cô cũng nên nghĩ ra cách giải quyết hậu quả đi chứ. Lần này Trần Ly quay sang nhìn Thư Lan. Trong phòng chỉ có hai người, cô cũng chẳng nể nang với con người không xứng đáng hai chữ tiền bối này nữa. Cô trừng mắt cảnh cáo. Câu này tôi phải nói với chị mới đúng. Cô muốn đổ lỗi cho người khác sao? Thư Lan nhoẻn miệng cười. Lỗi của ai, chị là người hiểu rõ nhất. Tôi biết những kẻ nào đang làm trò ném đá giấu tay. Chỉ là tôi có muốn vạch trần ra hay không thôi. Chị cứ liệu hồn đi. Sắc mặt Thư Lan biến đổi từ xám ngoét khi nói tim đen sang giận tím khi nghe Trần Ly nói bốn chữ cuối. Chị ta định nói gì đó như muốn cảnh cáo Trần Ly, nhưng cô đã quay lưng đi thẳng. Cô tỏ rõ thái độ khinh thường đối với Thư Lan. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Tiền Tài Che Mắt, được viết bởi tác giả Thanh Thu. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để nhận được những thông báo mới nhất. Còn bây giờ, chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.